Đây, bây giờ chúng ta quan sát lại một cái định luật ôm về cái mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện. Thì các bạn biết được là trong một cái mạch điện ấy, khi người ta đo một cái bóng đèn, người ta sẽ đo được cái hiệu điện thế nó đi qua cái bóng đèn như thế nào, và người ta cũng đo được cái cường độ dòng điện. Vậy thì cái quá trình mà cái lúc mà đo cái hiệu điện thế này đấy, thì người ta lấy từng cái giá trị hiệu điện thế để người ta ghi nhận lại cái V nó bằng bao nhiêu và cái I nó bằng bao nhiêu. Vậy thì khi các bạn vào vòng thí nghiệm, các bạn cũng ghi lại các giá trị của hiệu điện thế, thì nó tương xứng với cái cường độ dòng điện ở dưới này là bao nhiêu. Thì từ đó người ta sẽ quan sát cái giá trị, cái cặp giá trị này, từ đó người ta sẽ tìm được cái quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện như thế nào. Thì chúng ta thấy là theo như cái công thức gốc, tức là người ta tìm ra được cái quan hệ, thì nó xây dựng thành một cái phương trình mà chúng ta hay gọi nó là cái công thức ấy, là V chia cho điện trở thì nó sẽ bằng I. Tức nghĩa là người ta tìm ra được là quan hệ giữa I và hiệu điện thế này là nó đồng biến, tức nghĩa là cái hiệu điện thế này nó tăng, thì người ta xem coi là cái cường độ dòng điện nó như thế nào. Thì chúng ta quan sát lại cái thí nghiệm ảo này để chúng ta xem nhé. Ví dụ như ban đầu thầy cho cái hiệu điện thế nó 1.8 V thôi, thì với cái điện trở thầy lấy cố định nó khoảng là 100 ôm, tức nghĩa là cái thiết bị tiêu thụ điện này này nó có điện trở là 100 ôm, nó cố định. Thì các bạn thấy người ta cho hiệu điện thế đi vào là 1.8 V và người ta đo được cái ampere của nó là 17.5. Đúng không các bạn? Chúng ta thấy được nó là 17.5 mili ampere. Chúng ta thấy là 1 ampere đấy, chúng ta đổi ra thì chúng ta thấy là nó khoảng là 1.000 mA, tức là nó gấp nhau 1.000 lần. Vậy thì với cái điện trở 100 ôm mà thầy cho hiệu điện thế là 1.8 V thì chúng ta thấy cái giá trị nó chỉ là 17.5 mA thôi, nó nhỏ. Và khi mà người ta tăng cái hiệu điện thế lên, vô tăng lên thì chúng ta thấy nhìn thấy cái I này nó tăng theo. Tức nghĩa là cái quan hệ giữa hiệu điện thế và cái I này là nó đồng biến. Nghĩa là cái V nó tăng thì I nó tăng theo. Và ngược lại, người ta cũng thấy là cái V này nó giảm thì cái I này cũng giảm. Thì điều đó có nghĩa là người ta thấy được V, cái tỷ lệ giữa V mà chia cho I ấy, thì người ta thấy cái tỷ lệ này nó luôn luôn là cố định. Và cái hệ số cố định này chính là cái R của mình ấy. Khi người ta lập tỷ lệ, người ta thấy là cái R này nó cố định. Thì cái này nó giống như là cái unit rate của mình hay học trong trong toán học. Thì chúng ta học là hàm y chia x là nó bằng một cái hệ số k hay là hệ số a đó. Thì từ đây người ta mới suy ra được là y là bằng a x. Và với cái a này, thì nó chính là cái R của mình. Người ta tìm ra được cái quan hệ. Từ đó người ta mới thay cái y này, thay vì chúng ta ghi là v x của chúng ta cụ thể đây là y. Vậy là quan hệ giữa v và y thì cái tỷ lệ này luôn luôn là nó bằng nhau. Thì các bạn làm thí nghiệm thì các bạn cứ lấy từng cặp giá trị là v với y, các bạn lập tỷ lệ thì các bạn luôn luôn ra được cái hệ số R. Và từ đó người ta tính ra được cái điện trở của nó, của cái vật này nó là bao nhiêu, thì chính là cái hệ số R này. Vậy thì cái R này là nó đại diện cho cái gì? Là nó đại diện cho một cái hệ số, tức nghĩa là cái trở kháng của cái vật liệu. Nó sẽ cho biết là cái vật liệu này là nó sẽ có cái hệ số R là bằng bao nhiêu. Đó. Thì qua cái thí nghiệm này, thầy cũng muốn cho các bạn thấy được cái định luật ôm của chúng ta. Khi chúng ta giảm V thì Y nó giảm, Y nó nhỏ đi. Mà khi V nó tăng lên thì Y nó cũng tăng theo. Chúng ta thấy quan hệ này
nó cũng từ trong toán học, mà chúng ta dựa trên toán học chúng ta có thể quan sát được thì các nhà khoa học người ta tìm ra được cái hệ số R. Đó là cái định luật ôm mà thầy dùng cái này để thầy mô tả thêm cho các bạn, để các bạn nắm rõ hơn cái hôm nọ chúng ta đã được học. Các bạn quan sát cái đồ thị này, một bạn nào giúp cho thầy một cái nhận xét, thầy mời bạn Thủy Tiên cho thầy một cái nhận xét về cái quan hệ khi mà chúng ta lấy các cặp giá trị, đúng không Tiên, V với Y thì chúng ta thể hiện nằm đây, và chúng ta lấy một cái cặp giá trị khác thì khi chúng ta nối tất cả những điểm này thì chúng ta thấy nó có cái quan hệ gì? Nó là nó là một cái Quan hệ gì? Chúng ta thấy nó là đường thẳng thì gọi là quan hệ gì? à Nó là quan hệ tuyến tính, đúng không? à tính tính dạ À, vậy thì cái tỷ lệ giữa delta V trên delta Y, hay là chúng ta gọi là V chữ Y đấy, thì chúng ta thấy là nó luôn luôn là bằng cái hệ số R của chúng ta. Và đây chính là cái định luật ôm. Vậy thì nếu nó cùng một cái điện trở thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ này nó có thay đổi không Tiên? Tỷ lệ nó có thay đổi không? là cùng điện trở Nếu nó dạ cùng cách trở có R thì cái tỷ lệ nó có thay đổi không? dạ không À, à không. Chính xác không đấy. Chúng ta thấy là cái tỷ lệ này, chúng ta lấy cái giá trị là Y, chúng ta chia cho R, đúng không? Thì chúng ta thấy là dạ cái tỷ lệ này nó không thay đổi. Nếu mà chúng ta lấy là delta Y mà chúng ta chia delta V đấy, tức là chúng ta xem V nó là cái input, thì cái này chúng ta thấy nó là một chia R đấy, một chia R này. Và nếu chúng ta đảo ngược lại là delta V trên delta Y thì chúng ta thấy là nó bằng R. Được chưa? Vậy thì với cùng một cái vật dẫn, một cái thiết bị tiêu thụ điện, thì cái tỷ lệ này chúng ta thấy là nó không thay đổi, nó cố định. Và một bạn cho thầy biết là nếu mà cái điện trở nó thay đổi thì sao? Thầy mời bạn thứ hai, bạn Nhật Minh cho thầy ý kiến xem. Nhật Minh, Thầy hỏi lại đúng không thầy? thầy hỏi là nếu mà cái R nó thay đổi thì nó sẽ như thế nào? Ví dụ như R nó tăng hay R nó giảm, hay nó khác là chúng ta thay đổi cái thiết bị, cái bóng đèn đó, chúng ta thay một cái bóng đèn có điện trở nhỏ hay là điện trở lớn thì chúng ta thấy nó có sự thay đổi như thế nào? Nếu mà R nó giảm thì cái hiệu điện thế nó sẽ tăng thôi. Hiệu điện thế nó tăng chắc không? Bây giờ thầy vẽ một đường nhé, tức là thầy cũng lấy y chang những cái cặp giá trị hiệu điện thế và cường độ điện đó, thì khi mà thầy thay bằng một cái điện trở mà nó giảm thì chúng ta thấy điều gì xảy ra ở đây? Bây giờ cái đường thẳng của nó bây giờ là đường thẳng này rồi, màu xanh, tức nghĩa là R này nó giảm giảm đi, đúng không? Tại vì sao? Tại vì chúng ta thấy là delta Y chia cho delta V thì bằng gì? Một chia R, đúng không? À, chúng ta đã nhớ là cái tỷ lệ nó bằng một chia R. Khi mà delta V trên delta Y thì nó mới bằng R. Còn chúng ta lấy delta Y mà trên delta V đó thì nó một chia R. Vậy thì chúng ta thấy là nếu mà cái R này nó giảm, tức nghĩa là cái hệ số này sao? Hệ số này nó tăng lên, nó bị đảo ngược, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái hệ số này nó R mà nó giảm thì cái đường thẳng này nó sẽ nhóc lên, nhóc lên, nó nhóc lên. Như vậy thì dẫn tới là cùng một giá trị V chẳng hạn, thầy vẽ chỗ này ra cái đường thẳng này,
cùng giá trị V, thì chúng ta chiếu xuống đối với cái R mà nó lớn ấy, thì cái Y này nó bé. Nhưng mà cái Y này nó sẽ tăng lên. Đó, Y này nó tăng lên. Vậy thì chúng ta hình dung ra là nếu mà R mà nó giảm, chúng ta nhìn vào cái hình này này, là khi R nó giảm á, thì cái đường thẳng này nó ngóc lên. Nó ngóc lên thì nó sẽ dẫn tới là cái Y này nó sẽ tăng và cái V này nó sẽ giảm xuống. Đồng ý không bạn Công Minh? Dạ, con hiểu rồi thầy. Rồi, chúng ta lưu ý cái đặc điểm này. Thì chúng ta cũng phải học cái cách mà cái hình ảnh nó mô tả. Ở đây cái hình ảnh này nó mô tả rằng á, là nếu chúng ta đi R theo chiều hướng xuống này á, tức nghĩa là R nó tăng lên, thì cái đường thẳng này nó sẽ đi xuống dưới, R tăng đi xuống dưới. Còn R nó giảm, nó sẽ đi lên đây. Và tại sao chúng ta thấy được điều đó? Thì chúng ta nhớ là delta Y là cái output chia delta V, là chúng ta thấy nó bằng là 1 chia R. Đúng không? 1 chia R, cái hệ số nó ở đây. Và khi mà nó, cái quan hệ này người ta cũng phải xem như nó là Y chia R. À, y chia V. Vậy thì chúng ta cũng có được cái tỷ lệ là V chia R thì nó cũng bằng Y này. Đấy, nó giống nhau. Hoặc là người ta có thể viết như dạng là V sẽ bằng Y nhân cho R. Đó, cái công thức lúc nãy trong cái thí nghiệm chúng ta thấy đó. Vậy thì chúng ta nhớ là cái quan hệ giữa Y và V là đồng biến, tức nghĩa là Y tăng dẫn theo V tăng. Hoặc là chúng ta thấy được quan hệ là khi R tăng, chúng ta giữ cố định Y đi, R tăng thì chúng ta thấy là cái V này cũng tăng. Nghĩa là VI hay là VR thì nó có quan hệ đồng biến. Còn khi mà chúng ta quan sát giữa Y và R thì nó nhân với nhau thì nó là quan hệ nghịch biến. Tức nghĩa là thầy lấy cố định là cái nguồn điện của chúng ta là 3V chẳng hạn, tức là nguồn điện cấp chúng ta 3V. Vậy thì khi chúng ta tăng điện trở lên thì chúng ta thấy là cái Y này nó sẽ giảm, hoặc là R nếu nó giảm thì bắt buộc Y nó phải tăng, bởi vì hai cái này là quan hệ nghịch biến. Thì cái này nó cũng giống như trong toán học, khi chúng ta học là Y bằng AX thì chúng ta thấy là X và Y này nó là quan hệ đồng biến. X giảm thì Y nó cũng giảm, quan hệ đồng biến. Nhưng mà chúng ta nhớ đến cái học cái quan hệ là Y, chúng ta học cái Y bằng A chữ S ấy. Cái A chữ S, X nằm dưới. Thì chúng ta thấy là X và Y quan hệ đồng biến. Chúng ta có thể thấy được thông qua là chúng ta thấy là Y mà nhân cho X, chúng ta thấy nó bằng A. Tức là A là một con số cố định rồi. Vậy thì khi mà X nó tăng thì bắt buộc Y nó phải giảm thì nó mới giữ được cái tích này nó cố định. Một cái tăng thì cái nhân với nó là phải giảm. Ngược lại là ít mà giảm thì Y bắt buộc là phải tăng. Tức là quan hệ nghịch biến. Quan hệ này là quan hệ đồng biến. Và chúng ta nhớ cái này là chúng ta học trong chương trình lớp 7 cũng có nói tới cái quan hệ này. Thì chúng ta cần lưu ý. Vậy thì khi mà người ta làm thí nghiệm về điện ấy, thì người ta sẽ phải lấy một cái thiết bị. Sau đó người ta đo ampe này, đo hiệu điện thế này, thì cái nguồn điện này người ta nếu mà người ta thay đổi hoặc là cố định thì tùy, thì người ta mới tìm ra được cái quan hệ gốc này. Và chúng ta nhớ cái quan hệ gốc này thì cái này nó gọi là định luật ôm để thể hiện mối quan hệ này. Vậy thì cái điện trở ở đây là nó có tính đặc trưng cho cái thiết bị hoặc là cho cái vật dẫn mà cái năng lượng mà nó đi qua nó. Không? Thì người ta sẽ tính toán ra được. Vậy thì chúng ta thấy là nếu chúng ta xem cái output là Y, cái input là V, thì chúng ta thấy được là cái quan hệ là delta Y chia delta V, tức là output chia cho input, thì nó bằng đúng 1 chia R, cái mà thầy nói cho các bạn đấy. Đó, thì các bạn lưu ý cái này cho thầy. Còn đọc chỉ số thì dựa trên cái màu cốt thì hôm nọ thầy cũng đã nói là mỗi một màu là nó chỉ cho biết là cái hàng thứ mấy, giống như là chúng ta đọc cái con số là 231
thì chúng ta hiểu 2 là chỉ số hàng trăm, 3 là chỉ số hàng chục, 1 là chỉ số hàng đơn vị. Thì thay vì chỗ này nó ghi là hàng trăm đấy, đúng không? Thì cái này bốn màu người ta quy định là bốn vị trí này. Người ta quy định bốn vị trí này tương ứng với các màu khác nhau để người ta biết chỉ số. Thì nếu mà cái vị trí đứng đầu mà chúng ta thấy là nó màu đỏ thì chúng ta tra cứu ra màu đỏ này tương ứng số 2, đúng không? Số 2. Kế đến là violet là màu tím, màu tím là tương ứng số 7. Thì nó sẽ thể hiện cho chúng ta cái giá trị chỗ này là 27. Còn cái ô thứ ba là cho chúng ta biết là bao nhiêu số 0. Thì orange thì chúng ta thấy nó là 3, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái tính đại diện của nó là 3 con số 0. Thì như vậy chúng ta hiểu đây, cái điện trở này có chỉ số là 27.000 ohm các bạn. Còn cái vị trí cuối cùng này thì nó cho biết là cái sai số. Thì cái sai số là tolerance, là cái sai số. Nếu nó màu bạc thì chúng ta thấy là cái giá trị đo nó bị sai số là cộng trừ 10%. Nó không đáng kể, đúng không? Còn nếu nó màu vàng hay màu gì đó thì chúng ta cũng sẽ biết sai số của nó. Đó, thì cái này là hôm trước thầy cũng có giảng rồi, nhưng mà hôm nay thầy nhắc ôn lại các bạn. Sau này các bạn muốn biết thì các bạn tra thôi, chứ chúng ta cũng không cần học thuộc làm gì. Quan trọng là chúng ta hiểu được cái cấu trúc này cho chúng ta biết cái gì thôi. Rồi, thầy có một số bài tập. Thầy mời một bạn nào giúp thầy bài tập này. Thầy mời bạn Kim Phúc cho ý kiến về bài tập này. Kim Phúc. Ở đây người ta cho chúng ta là cái gì đây? PD nó là cái gì? PD là cái gì? Phòng. Viết tắt P là chữ gì? Potential. Chữ D là viết tắt từ different. Vậy nó chính là gì? Là hiệu điện thế V của mình ấy. Vậy V nó bằng mấy không? Nghĩa là 3. Đọc kỹ đi. Đọc kỹ xem. V bằng mấy? Hả? Nghĩa 6. Người ta nói là cái hiệu điện thế băng qua cái điện trở là 6V. Tức là chúng ta đọc câu này chúng ta phải biết được hiệu điện thế của nó là 6V nha. Chúng ta đọc sai là chúng ta chết. Rồi nó cho cái gì nữa? Cái điện trở thế nào? R bằng mấy? Bằng 3. 3 ohm. Rồi. Bây giờ ta yêu cầu chúng ta tìm cái gì? Tìm cái ampere. Tìm cái ampere. Thì chúng ta nhớ công thức của chúng ta về mối quan hệ của đợt ôm là V bằng gì? Y nhân. Nhân gì? R. Nhân R. Mà bây giờ chúng ta cần tìm Y, vậy thì Y của chúng ta sẽ là bao nhiêu? Y là bằng gì? V chia R. Chúng ta ra được V chia R. Chúng ta có được cái quan hệ này rồi. V của chúng ta là 6V đúng không? Chia 3. Chia 3 ohm. Vậy thì chúng ta ra được là bao nhiêu? Dạ 2. Y bằng 2. Và chúng ta gọi 2 đây là 2A. Vậy chúng ta chọn câu nào? Thì câu C. Câu C. Rất dễ đúng không? Rồi. Trên trường các bạn luyện tập tiếp nhé. Thầy mời bạn bạn kế tiếp cho thầy ý kiến. Mời bạn mời bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh đâu? Lên tiếng cho thầy xem. Hoàng Anh. Hoàng Anh. Rồi. Ở đây người ta cho chúng ta cái gì đây? Cho được 1 và 2. 4 cái điện trở. Nó có cái gì? Có nó có cái giá trị điện trở sao? Bằng mấy? Bằng nhau. Bằng nhau. Cũng bằng R hết. Vậy thì chúng ta sẽ ghi chú được là R1 bằng R2 bằng R3 và bằng R4. Và chúng ta xem nó coi như là bằng R. Đúng không? Nó là điện trở tổng quát là R. Giá trị nó bằng R đấy. Rồi.
Và người ta yêu cầu chúng ta làm gì đây? Bạn tính thì... điện 4 mét chờ nó là cái gì? 4 mét chờ nó là cái gì? Hiệu điện thế. Hiệu điện thế của cái điện trở số 1 V1 bằng nhiêu? Bằng của số 2 nó bằng nhiêu? Bằng... Đó, chúng ta tính nó ra. Và yêu cầu tính cái C. C là hiệu điện thế của cái V3 là của R3 và R4. Rồi, cho thầy ý kiến là bây giờ chúng ta tính như thế nào để chúng ta biết được. Con nghĩ là chúng ta biết được cái gì ở trong này không? Cường độ dòng điện. Biết gì? Ấy tổng hiệu điện thế. Người ta cho chúng ta biết hiệu điện thế của toàn mặt, tức là hiệu điện thế hai đầu này. Đúng không? Đấy, chúng ta biết được hiệu điện thế tổng, tức là cái U này là bằng 12V. Bây giờ làm sao chúng ta tính hiệu điện thế của từng cái được? Do cái điện trở bằng nhau nên tính được cái cường độ. Đầu tiên chúng ta xem coi bốn cái điện trở này nó mắc thế nào. Nối tiếp. Nối tiếp. Tức cái là nó đều có cùng cái cường độ dòng điện là gì? Là Y. Rồi chúng ta có cái Y bằng nhau. Rồi nó có R bằng nhau không? Có. R bằng nhau luôn. Vậy thì chúng ta tìm cái mối quan hệ như thế nào? Chúng ta tìm ra được cái V1 đấy. V1 thì bằng gì? V1 thì bằng Y nhân R. Y1 nhân R1. Mà bây giờ là chúng ta thấy là cái Y1 cũng là Y, R1 cũng là R. Vậy chúng ta có được nó là Y nhân R, đúng không? Rồi. Rồi, V2 là bằng gì? Y nhân R. V3 cũng là? Y nhân R. R luôn. Rồi, V4. Y nhân R. Rồi, cũng là Y nhân R. Nhân R. Đúng không? Không. Bởi vì chúng ta đang không cần tính cái V4 nên chúng ta có thể bỏ V4 này đi. Chúng ta chỉ tính tới cái V3 rồi. Vậy thì cái V3 ở đây là cái C đấy. Thì chúng ta thử xem lại coi là cái V3 nó là cái hiệu điện thế hai đầu này này. Vậy nó phải bằng là Y nhân R. Mà R đây là R tổng. R tổng của hai cái R này. Thì chúng ta thấy sao? Bằng nhau. Mỗi cái điện trở bằng nhau. Vậy thì cái điện trở hai đầu nó là bằng gì? Bằng hai lần. Bằng cộng lại. Vậy R cộng R. Vậy thì cái này chúng ta sẽ ra được nó là bao nhiêu? 2YR. 2YR. Đó. Ở đây đúng rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta kết hợp với cái hiệu điện thế V. V tổng. Thì nó bằng gì? V1 cộng V2. Do nó mắc nối tiếp. Nên V nó phải thế nào? V phải cộng cộng V2 cộng V3 cộng V3. Thì chúng ta cộng hết lại thì nó bằng mấy? Bằng 4YR. Rồi, chúng ta ra được 4YR. 4YR. Rồi sao nữa? Mà cái V này nó bằng mấy? 12. V này nó bằng 12. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được là Y nhân R là bằng mấy? Bằng 3. Đó, chúng ta suy ra được là YR này bắt buộc nó phải bằng 12 chia 4, tức là IR bằng 3. Vậy thì chúng ta biết được IR rồi, thì chúng ta quay lại, chúng ta tính V1 không? Được. V1 bằng 3. V2 cũng bằng mấy? Bằng 3. Còn cái V3 thì bằng mấy? Bằng 6. Đó, chúng ta thế vào là chúng ta tính ra được. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn
Bạn Hoàng Anh giơ tay cho thầy xem. Bạn nào đồng ý giơ tay cho thầy xem. Trên trường các bạn sẽ luyện tập mấy cái này nhiều lắm. Mấy cái tính toán này thì nó sẽ là cực kỳ nhiều. Đặc biệt là những bạn học lớp 9 ấy, chúng ta sẽ tính toán cái này nhiều lắm. Chúng ta sẽ thuần thục ngay. Cái này là thầy lấy một vài ví dụ để cho các bạn nắm bắt, để các bạn quen với cái việc tính toán này thôi. Chứ chúng ta cũng không có tập trung vào những cái bài toán tính toán như thế này. Thầy mời bạn kế tiếp. Thầy mời bạn Kiến Minh. Câu số 8. Kiến Minh. Yeah. Ở đây người ta cho chúng ta một cái hình. Cái hình này nó mô tả gì? Hiệu điện thế chạy. Hiệu điện thế nó đi qua cái dây dẫn thì nó có quan hệ như thế nào với current, là cường độ dòng điện. Tức là người ta xem coi là cái current nó thay đổi thì cái hiệu điện thế nó thay đổi như thế nào. Vậy thì người ta đã cho chúng ta cái hình để biểu diễn cái số liệu mà người ta làm thí nghiệm, để thấy được với cái Y bằng này thì cái V nó bằng kia. Và người ta thể hiện cái quan hệ nó thông qua một cái đồ thị hàm số. Thì trả lời câu Y cho thầy. Câu này. Thì cái định luật nào nó sẽ liên quan đến cái đồ thị này? Định luật nào? Định luật ôm này. Chúng ta thấy nó là định luật ôm. Y tăng là V tăng. Còn chúng ta thấy cái điện trở của cái vật dẫn này thế nào? Tính nó được không? Được. Khoảng mấy? 2. Chúng ta thấy là quan hệ của nó là Y chia cho V thì nó phải bằng gì? 1 chia? 1 chia R. Một chia R. Mà chúng ta có cái Y rồi. Từng cặp giá trị chúng ta thấy vào đây. Thì chúng ta thấy là Y bằng 1 thì cái V nó bằng 2. Tức là 1 chia R này bằng 1 phần 2 tỷ lệ. Từ đây chúng ta suy ra được R của chúng ta là bằng 2. Nếu mà chúng ta lấy một cái cặp giá trị khác ở trên đây, chúng ta cũng thấy được nó thôi. Là chúng ta lấy Y bằng 2, chúng ta chia cho cái V là 4. Thế tỷ lệ này cũng bằng 1 phần 2. Suy ra R này cũng bằng 2. Vậy thì trên đồ thị này chúng ta tìm ra được cái mối quan hệ giữa Y và V. Và cái hệ số đó nó có liên quan tới cái điện trở ở chỗ này. Thì chúng ta hoàn toàn trả lời được nhé. Chúng ta trả lời được cái câu hỏi đó. Thầy mời bạn Kim Bảo. Kim Bảo. Câu 10. Người ta kêu vẽ một cái sơ đồ mà để chỉ ra cái gì? 6 cái 2 vôn. 6 cái bóng đèn 2 vôn. Có thể sáng bình thường. Khi chúng ta dùng một cái gì? Nguồn điện 2V. Yeah. Bây giờ chúng ta vẽ một cái sơ đồ điện đấy để thể hiện rằng là 6 bóng đèn nối với nhau mà nó vẫn sáng bình thường. Khi chúng ta dùng nguồn 2V. Giờ con nghĩ là phải mắc nó song song. Dạ mắc song song. Chúng ta mắc song song này, 6 cái. Chúng ta mắc song song 6 cái với nhau. Như vậy. Thì chúng ta thấy là bóng đèn nó vẫn sáng bình thường. Chúng ta đã học là cái khi mắc song song thì cái hiệu điện thế đi qua từng bóng đèn là nó như nhau, nên độ sáng là như nhau, sáng bình thường. Vậy thì khi chúng ta dùng cái nguồn này nó là 2V hay là 6V hay 12V. Vậy thì khi chúng ta mắc song song, vẽ sơ đồ mắc song song thì bóng đèn vẫn sáng bình thường. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta dùng cái hai cái nguồn khác nhau thì sao?
Ví dụ như chúng ta dùng một cái nguồn là 2V. Giả sử một bài toán người ta hỏi là dùng cái nguồn 2V và dùng cái nguồn 6V chẳng hạn. Thì chúng ta mắc như thế nào để chúng ta thấy là bóng nó sáng bình thường? Hãy mời một bạn khác. Đây, mời bạn bạn nào đây? Đào Bảo Nguyên là ai? Không biết luôn. Đào Bảo Nguyên là ai đấy? À, bố con kêu con với em con vào nghe đó thầy. Là bạn nào, tên gì? Dạ Giao với lại Bảo Nguyên á. Ok, rồi. Rồi thầy biết rồi. Rồi thầy mời bạn Anh Kiệt cho ý kiến nào. Anh Kiệt. Bây giờ chúng ta mắc như thế nào để mà trong hai tình huống mà chúng ta thấy là nó vẫn sáng bình thường? Kiệt, cho ý kiến. Bây giờ nếu mà chúng ta mắc song song đối với 2V ấy, thì chúng ta thấy là cái hiệu điện thế đi vào mỗi cái bóng đèn này nó là bao nhiêu V? 2V. 2V. Bây giờ nếu mà để cái bóng mà bên này mà nó cũng sáng 2V thì chúng ta làm gì? Tức là mục tiêu là chúng ta chỉ muốn cái bóng này nó sáng 2V thôi thì làm gì? Nếu mà chúng ta mắc song song thì hiệu điện thế nó vẫn là như nhau. Còn nếu chúng ta mắc nối tiếp thì chúng ta thấy hiệu điện thế nó giảm hay tăng? Nó giảm. Giảm. Vậy thì nếu chúng ta mắc ba cái mà nối tiếp với nhau như vậy, đúng không? Ừ. Thì có phải chúng ta thấy là mỗi cái bóng này đều sáng bao nhiêu V? 2V. 2V. Vậy thì bây giờ ba cái bóng còn lại chúng ta làm sao? Để đảm bảo nó vẫn là 2V. Thì vẫn mắc song song với chúng ta lấy ba cái bóng này chúng ta mắc nối tiếp với nhau vào chỗ này song song. Thì chúng ta sẽ đảm bảo là cái hiệu điện thế ở bên trên đây này nó vẫn là 6V khi mà nguồn nó đi vào đây. Hoặc đi xuống ở đây cũng là 6V nhưng mà khi nó chia đều cho ba bóng thì mỗi bóng là 2V. Được chưa các bạn? Đó, thì chúng ta thấy là bóng sáng như nhau. Thực ra là chúng ta học bài toán căn bản rồi thì chúng ta vận dụng vào cái này chúng ta sẽ xử lý mà không cần công thức gì cả nhé các bạn. Không phải là công thức lúc nào nó cũng có cái hiệu nghiệm đối với chúng ta đâu. Chúng ta cần phải hiểu được cái bài toán gốc. Rồi bây giờ thầy có cái ôn lại cho các bạn cái về tụ điện. Thì thầy sẽ lấy một cái thí nghiệm ảo để cho các bạn hình dung ra được cái tụ điện như thế nào. Rồi, đầu tiên ấy, thầy cho các bạn thấy hình ảnh của cái tụ điện của chúng ta đây này. Nó chính là hai cái mặt phẳng lần trước chúng ta học ấy, là hai cái mặt phẳng. Nó có thể tích trữ điện ở trong này. Vậy thì bình thường á, bây giờ thầy kéo cái này đây. Thì các bạn thấy là cái tụ điện này hoàn toàn không nối vào nguồn điện. Nếu mà cái nguồn điện này là 0V thì một bạn nào đoán cho thầy nếu thầy nối tụ điện vô thì các bạn sẽ thấy như thế nào? Thầy mời bạn Vi Luân phán đoán xem. Vi Luân lên tiếng. Nếu mà cái nguồn này là cái cục pin này nó là 0V tức là nó cục pin này hết pin rồi. Vâng. Giờ đoán cho thầy là nếu thầy nối cái tụ điện vào thì sẽ như thế nào? Nó không có gì xảy ra. Nó chả tích được điện bởi vì nó đâu có dòng điện đi vào đâu. Thầy nói lại này, hoàn toàn cái tụ điện này không chứa điện tích. Nhưng mà bây giờ các bạn thử là nếu chúng ta lấy cục pin có nguồn là mấy vôn ở đây? 1.5 à. Rồi, chúng ta thấy 1.5V. Và chúng ta thấy điều gì xảy ra nếu chúng ta nối vào? Nó phát sáng. Có gì? Nó có điện. Cái gì có? Cái đèn nó có điện. Ủa? Thầy đâu có nối đèn đâu. Thầy chưa nối đèn vô mà. Thì em hỏi là đây,
chúng ta thấy là khi chúng ta nối tụ điện, tức nghĩa là cái tụ này á, nó có thể nhận được cái điện tích từ cái cục pin này cho nó. Nên hai cái mặt này, hai cái bản mặt ở trong cái tụ điện này nó đã tích điện ở trong này. Vậy thì chúng ta quan sát, chúng ta thấy nối vào. Và nếu chúng ta ngắt cái này ra thì điều gì xảy ra? Tôi mời một bạn, bạn Phương Linh. Phương Linh, đoán thử ấy, nếu mà thầy ngắt cái mặt điện chỗ này ra thì cái tụ điện nó sẽ như thế nào? Phương Linh. Dạ. Yeah. Nếu thầy ngắt ra thì trong cái tụ điện này nó có điện không? Dạ yeah, không. Nó coi, điện rồi, có không? Dạ yeah, không. Có nè. Sao lại không? Điều đó có nghĩa là cái tụ điện này nó tích được điện từ cái cục pin này truyền cho nó. Hai cái bản mặt này nó có khả năng tích điện mà. Vậy thì khi chúng ta nối với cục pin thì bên trong nó đã có điện. Thấy rõ không Lân? Thấy chưa? Dạ rồi thầy. Rồi, giờ đoán cho thầy tiếp. Nếu thầy nối cái tụ điện này với bóng đèn thì nó sẽ thế nào? Dạ nó sẽ sáng. À, thì lúc này chúng ta thấy là cái tụ điện này nó giống như một cái cục pin vậy đó. Nối vào, chúng ta thấy nó sáng. Và nó hút hết toàn bộ điện ở trên cái tụ điện này xong. Sau hút hết xong thì hết rồi. Bởi vì cái electron này nó không còn mang năng lượng nữa. Thì dẫn đến là cái bóng đèn này nó sáng là bằng cách nó lấy năng lượng ở trong cái electron. Và sau khi nó lấy hết năng lượng thì bóng đèn này không còn sáng. Và chúng ta lặp lại cái chuyện đó bằng cách là chúng ta lại cho tụ điện này tích. Và chúng ta lại tháo ra thì chúng ta thấy là tụ điện này nó vẫn còn giữ điện tích. Và khi nó nối với bóng đèn thì nó sẽ giải phóng cái năng lượng ở trong electron này cho bóng đèn, thì bóng đèn nó sáng sáng khi nào hết thôi. Vậy thì các bạn thấy có một cái đặc điểm là nếu chúng ta cấp nguồn cho tụ điện thì tụ điện nó sẽ chữ được đầy cái lượng điện tích mà có chứa năng lượng theo cái khả năng của tụ điện, và sau đó nó sẽ phóng thất cái electron để nó cung cấp đủ cái năng lượng cho bóng đèn cần thiết. Đúng chưa? Vậy thì cái tụ điện này chúng ta thấy nó rất là có ích bởi vì nó tích được cái năng lượng ở trong electron, sau đó nó sẽ cung cấp cho thiết bị tiêu thụ điện. Thì thầy gửi cái đường link này cho các bạn về các bạn tự làm thí nghiệm nhé. À, ở đây lúc nãy thầy quên, thầy không có cho các bạn đo. Thì các bạn, nếu các bạn đo hai đầu này này thì các bạn cũng đo hai đầu cái cục pin ấy. Đây, chúng ta đo ở chỗ này. Đo hai đầu cục pin. Thì chúng ta thấy là cái cục pin của chúng ta là 1.5V. Vậy thì khi mà chúng ta xả hết này, chúng ta xả hết cái tụ điện. Thì khi mà chúng ta đo tụ điện ấy, chúng ta đo hai cái đầu của tụ điện. Thì chúng ta thấy là khi mà trong tụ điện này nó không chứa electron có mang năng lượng thì cái điện thế, cái năng lượng của nó là bằng không. Thầy vừa mới đo xong. Nhưng mà nếu thầy cho nó nối với cái cục pin thì toàn bộ electron có chứa năng lượng nó sẽ được chuyển giao cho cái tụ điện. Mà nếu thầy có ngắt ra thì cái năng lượng của nó, thì chúng ta thấy là bên trong này, bên trong cái tụ điện này nó vẫn có hiệu điện thế là 1.5V bởi vì nó đã trữ những cái electron trên đó rồi. Vậy thì thầy nối với bóng đèn thì các bạn thấy là cái điện thế ở chỗ này nó càng giảm, rõ ràng ha, là do nó đã đẩy hết toàn bộ năng lượng từ trong tụ điện lên cho bóng đèn. Đó, thì qua cái thí nghiệm này để thầy giúp các bạn hình dung rõ hơn cái vai trò của tụ điện và tụ điện nó làm được cái điều gì. Rồi, bạn nào nắm được cái tụ điện, hiểu được tụ điện giơ tay này xem. Tại vì nếu không qua cái thí nghiệm này á thì các bạn rất là khó hình dung về cái vai trò của tụ điện. Như vậy là nó
nó không không tốt lắm. Đấy, mặc dù là ví dụ như thầy có cái slide cho các bạn nhìn thấy về cái tụ điện, nhưng mà các bạn sẽ khó hình dung hơn là nếu thầy đưa lên một cái thí nghiệm thì cái tụ điện của chúng ta là hai cái bản mặt, khi chúng ta nối với nguồn thì nó sẽ tích điện được ở trên đó, và cái ký hiệu người ta sẽ dùng cái ký hiệu này, hai cái song song này để thể hiện nó là một cái tụ điện thay cho cái nguồn nó một cái ngắn cái dài nha các bạn. Thì đây, khi mà chúng ta vẽ một cái mặt đấy thì chúng ta thấy cái nguồn điện này này là khi chúng ta nối lại thì chúng ta thấy là vai trò của tụ điện này nó sẽ tích được điện vào đây, và khi nó tích đủ thì khi mà chúng ta tích đủ rồi ấy, chúng ta nối, chúng ta phóng lại, chúng ta nối lại chỗ này thì chúng ta thấy tụ điện nó sẽ cũng cung cấp được nhá, nó cũng tạo thành một cái mặt kín chỗ này để nó cung cấp cái năng lượng cho cái điện trở này, đúng không? Rồi một bạn nào nhìn cái hình dưới cho thầy nhận xét xem. Thầy mời bạn Thủy Tiên cho thầy cái nhận xét. Dạ. Chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa cái thời gian và điện thế, cái hiệu điện thế nằm trên cái tụ này như thế nào? Dạ, nó sẽ tăng dần theo thời gian. Nó có tăng mãi mãi không? Dạ không. À. Nó cho tới khi nào là hết. Nó tới 6V là nó hết. Đúng rồi. Tất nhiên là chúng ta thấy là cái khả năng mà chữ được cái điện tích, tức nghĩa là chữ được năng lượng ấy, thì cái khả năng của cái tụ điện đấy là nó chữ được cao nhất là 6V. Hiệu điện thế chỉ 6V. Vậy thì khi mà chúng ta có giữ tiếp, chúng ta duy trì cái việc nạp tiếp thì nó cũng chỉ tới cái ngưỡng là 6V. Nha các bạn. Tới ngưỡng 6V là nó hết. Vậy thì khi mà chúng ta không nối nữa mà chúng ta nối với bóng đèn thì chúng ta thấy có một cái hiện tượng là từ cái 6V này này là theo thời gian nó sẽ nhả cái hiệu điện thế ra, nó nhả năng lượng ra thì cái vôn nó càng giảm. Thì trong cái tình huống là thầy đã cho các bạn xem cái thí nghiệm là khi thầy nối với bóng đèn là hiệu điện thế cái đồng hồ nó chỉ nó giảm dần nha các bạn. Rồi. Cái này là thầy ôn nhắc cho các bạn rõ hơn so với bài học lần trước khi mà thầy nói đấy, thầy dùng thêm cái thí nghiệm. Thầy mời bạn Phúc Thuận cho thầy ý kiến đối với cái hình này. Rồi, cho thầy ý kiến cái hình này. Ở đây chúng ta thấy cái nguồn của nó là bao nhiêu vôn? Dạ, nguồn điện nó là 2V. Bóng đèn là bao nhiêu vôn? Dạ là 2.5V, 0.3V. Tất nhiên là cái hiệu điện thế của bóng đèn đòi hỏi phải lớn hơn nguồn, đúng không? Dạ. Vậy thì nếu chúng ta không nối với tụ điện mà chúng ta nối trực tiếp như vậy thì chúng ta thấy bóng đèn nó có sáng không? Dạ không. Tại sao không sáng? Dạ bởi vì nguồn điện không đủ hiệu điện thế để sáng, cái đèn sáng. Vẫn sáng. Nhưng mà nó sáng yếu, đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. À, nó sáng yếu thôi chứ không phải là không sáng. Nó sáng yếu. Vậy thì làm sao để cho nó sáng đủ? Dạ thì phải có thêm một cái máy tăng điện, cái capacitor. À, người ta gắn thêm cái tụ điện này. Dạ đúng rồi, cái tụ điện đấy để tăng cái hiệu điện thế. Nó sẽ giúp cho là nó tích đủ cái hiệu điện thế, tức là tích tới cái ngưỡng là 2.5V. Dạ. Và khi nó tích đủ 2.5V và lúc mà chúng ta thấy nó tích đủ này, nó giải phóng thì nó sẽ làm cho bóng nó sáng. Tuy nhiên chúng ta thấy có một cái lưu ý là cái cực của bóng đèn thì đối với cái nguồn điện mà chúng ta thấy là cái nguồn điện là cái ký hiệu dấu ngã này nó nguồn điện AC, thì tại vì do là chúng ta chưa học tới nguồn điện AC thì chúng ta có thể hơi khó hình dung một tí, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là cái hiệu điện thế mà trong cái dòng điện xoay chiều là AC thì nó giống như là cái khoảng thời gian của nó đấy, thì cái hiệu điện thế nó sẽ thay đổi, nó sẽ thay đổi trong cái khoảng thời gian này, nó thay đổi thì cái nửa chu kỳ này ấy, thì chúng ta thấy hiệu điện thế chiều này, nhưng mà nửa chu kỳ còn lại
hiệu thế như vậy. Thì như vậy á, là nó dẫn đến là nó đảo chiều. Thì chúng ta thấy là với cái chiều này á, nửa chu kỳ đầu thì cái dòng điện ví dụ nó đi theo chiều này, nhưng mà nửa chu kỳ sau á, nó quay ngược trở lại. Thì như vậy là nó có sự thay đổi, như vậy là nó giúp cho cái tụ điện này nó có khả năng là nó sẽ giải phóng, nó giúp cho cái bóng đèn này nó sáng tốt nha các bạn. Vậy thì chúng ta thấy là do là cái tụ điện này nếu mà chúng ta nối vào một chiều đấy, thì khi mà nó phóng thích vào đây thì cái tụ điện này nó không nhả được, thì nó có thể là không làm cho bóng đèn nó sáng. Nhưng mà khi mà dòng điện xoay chiều nó đảo ngược lại thì như vậy nó sẽ có một cái thời kỳ nó làm cho phóng thích cái ở đó trồng ra, thì làm cho cái bóng đèn này nó sáng. Thì cái đặc điểm này các bạn lưu ý giùm thầy. Cái hình này thì thầy chỉ nhắc lại một chút xíu thôi, là nó liên quan đến cái việc mà tạo ra điện. Thì chúng ta nhớ là cái động cơ mà của nhà máy thủy điện hay là nhiệt điện hay bất cứ cái nào, thì chúng ta thấy cái máy này nó gọi là máy phát điện. Còn cái cấu trúc như thế nào để nó tạo ra máy phát điện thì chút nữa thầy cho các bạn xem cái hình ở bên dưới. Thì chúng ta thấy là cái máy này nó sẽ tạo ra dòng điện để nó cung cấp cho cái motor. Và như vậy nó sẽ giúp cho motor này nó quay cái trục và nó tạo ra sự chuyển động. Thì lúc đó chúng ta có thể hút nước, lấy nước. Vậy thì làm sao để nó tạo ra điện? Vậy thì nó đòi hỏi phải làm cho cái trục của cái máy phát điện này nó quay. Vậy thì người ta sẽ nối nó với một cái túc pin, mà người ta lợi dụng là cái sức nặng của nước ấy, là nó rơi xuống, nó làm cho cái túc pin này nó quay, thì nó kéo theo cái trục của motor này nó quay. Và từ cái việc mà cái trục của máy phát điện này nó quay thì nó sẽ tạo ra điện. Vậy thì nếu chúng ta không có nước để chúng ta làm thì chúng ta dùng xăng, đúng không? Thì chúng ta đốt xăng thì nó làm cho piston nó quay, thì nó cũng sẽ giúp cho cái bit làm cho cái trục của cái máy phát điện này quay. Nên khi chúng ta mua một cái máy phát điện gia đình ấy, là chúng ta đổ xăng hoặc đổ dầu vào thì chúng ta đốt cái nhiên liệu đấy, thì nó giống như là cái xe máy của chúng ta. Thì khi chúng ta đốt thì chính cái sự giãn nở của cái không khí bên trong khi mà chúng ta đốt thì nó làm cho cái piston, chúng ta phải học động cơ đốt trong đấy, thì chúng ta thấy cái piston này nó chạy, thì nó tạo ra cái lực làm chuyển động của cái máy phát điện, và từ đó cái máy phát điện này nó sẽ tạo ra điện cho chúng ta sử dụng. Thì cái nguyên lý của nó là nó tương tự như nhà máy thủy điện hay nhiệt điện, thì chúng ta thấy cái động cơ xăng của chúng ta. Vậy thì chúng ta nhìn vào cái sơ đồ đấy thì chúng ta thấy cái trái tim của nó chính là cái máy phát điện này. Thì cái máy phát điện này mục đích nó làm gì? Nó tạo ra năng lượng về điện để nó sẽ truyền cái năng lượng đấy cho cái động cơ để nó thực hiện một cái công việc nào đó. Vậy thì nó đã chuyển từ cái năng lượng điện sang cái năng lượng chuyển động, nó gọi là cơ năng đấy, thì chúng ta mới sử dụng được. Vậy thì cái năng lượng điện này nó có được từ đâu? Từ cái sự tác động làm cho nó quay. Nghĩa là nó sẽ truyền năng lượng từ thế năng. Ở đây chúng ta đang xem là cái dòng nước nó rơi xuống ấy, thì với lực hấp dẫn nó hút nước xuống thì nó tác động lên cái tu bin này, làm cho tu bin nó quay. Thì người ta xem cái năng lượng có ở trong nước này nó gọi là thế năng. Ví dụ chúng ta cầm cục đá, chúng ta để trên cao, chúng ta thả xuống, nó rơi vào đầu chúng ta. Thì trong cục đá đấy nó có cái năng lượng, nó gọi là thế năng. Tức là cái năng lượng tiềm ẩn nằm bên trong. Thì thực ra nó chính là cái cục đá đấy nó chịu cái lực hấp dẫn của trái đất. Thì nước này nó cũng chịu sự hấp dẫn của trái đất. Thì bên trong nó có một cái lực. Vậy thì khi nó rơi xuống, nó tác động làm tua bin nó quay. Thì người ta nói cái năng lượng này gọi là thế năng. Và khi nó làm cho tua bin nó quay thì nó đã chuyển từ cái năng lượng này là thế năng này, nó chuyển sang điện năng nha các bạn. Đó. Và nó chuyển như thế nào thì chúng ta phải học tới cái bài mà chuyên sâu về máy phát điện thì chúng ta hiểu rõ cái chỗ này. Và cái quá trình mà nó chuyển hóa từ cái năng lượng này
sang năng lượng này thì chúng ta thấy là nó có phát sinh ra nhiệt, tức là chúng ta rờ vào cái máy phát điện chúng ta thấy nó hơi nóng. Vậy thì cái quá trình mà nó chuyển năng lượng nó cũng có thể sinh ra nhiệt. Thì ở đây người ta vẽ cái lưu đồ, chúng ta thấy được là cái sự sinh nhiệt trong quá trình chuyển đổi này gọi là năng lượng hao phí rồi. Ở đây coi. Rồi cái này nó tương tự với cái việc đo thôi. Đo đếm mà lúc nãy thầy nói là kẹp cái đồng hồ vôn kế. Cái đồng hồ này gọi là đồng hồ vôn kế này. Còn đây đồng hồ ampe kế này. Để chúng ta đo. Thì lần trước thầy nói là đo ampe kế là mục đích là chúng ta biết được cái nó gọi là cái cường độ dòng điện đi trên sợi dây này như thế nào. Tức là cho biết được cái mật độ Coulomb di chuyển trong một giây nó là bao nhiêu. Thì cái này là nó tính bằng đơn vị ampere, nó gọi là y. Còn cái vôn kế này á, là chúng ta đang đo cái năng lượng trong một Coulomb là bao nhiêu. Ví dụ như là cái cục pin của chúng ta là 1.5V, thì chúng ta đo được là cứ trong một Coulomb, tức là một đơn vị đo đấy, thì chúng ta thấy là nó là 1.5J, tức là năng lượng nằm trên Coulomb. Thì theo như bài học cũ, chúng ta xem một Coulomb giống như một cái chiếc xe, đúng không? Một cái cỗ xe. Và nó sẽ chở một cái lượng năng lượng trên này. Thì một cái cỗ xe này, thầy gọi nó là một Coulomb. Nó được kết từ 6,25 x 10 lũy thừa 18 hạt ở bên trong. Để nó kết thành một cái chiếc xe này, nó gọi là một Coulomb. Và cái chiếc xe này là nó chở là 1.5J. Vậy thì với một cục pin mà 1.5V này này là nó đang tạo ra một cái chiếc xe mà có chứa năng lượng là 1.5J. Vậy thì nếu mà cục pin của chúng ta là 3V thì nó sẽ tạo ra cái chiếc xe mà chứa năng lượng là 3J nha các bạn. Đó là thầy nhắc cái bài học cũ của chúng ta dùng cái ampe kế và vôn kế để chúng ta đo. Ở đây nó là một số cái ký hiệu mà chúng ta phải quen thuộc. Ví dụ như là ký hiệu này nó là cái vật dẫn, tức là sợi dây điện của chúng ta đấy. Còn cái này nó là cái công tắc đóng mở, ký hiệu đóng mở. Còn cái này nó là cái gì? Một bạn cho thầy biết nó là cái gì đây? Mời bạn Phương Linh đoán cho thầy ký hiệu đó là cái gì đó Phương Linh? Cái này là cái gì đây? Phương Linh. Lên tiếng. Dạ. Cái này là cái gì? Fuse nó là cái gì đây? Mời bạn Minh Ngọc có biết này là cái gì không? Dạ. Cái này là cái gì? Nối với nhau. Nó là cái gì? Nối với nhau. Nó là cái cầu chì. Đúng không? Cái cầu chì trong bất cứ một cái thiết bị điện tử hay một cái thiết bị nào để nó bảo vệ thì nó sẽ dùng cái cầu chì để làm gì? Để nếu mà cái dòng điện mà nó vượt cái ngưỡng thì nó sẽ tự đứt cái cầu chì này trước khi mà nó đi vào trong thiết bị nó làm hư hỏng. Thì cái fuse này nó gọi là cái cầu chì để bảo vệ cái thiết bị. Thì nó dùng cái fuse. Cái dưới này nó là cái tụ điện. Ký hiệu này là tụ điện thì các bạn mới thấy rồi. Ở đây là người ta vẽ cái ký hiệu này là cái điện trở. Và nó vẽ thêm cái này trong cái điện trở thì nó gọi là cái biến trở. Rồi một bạn nào cho thầy biết cái dưới nó là cái gì? Mời bạn Dương. Dạ. Cái dưới cùng nó là cái gì Dương? Inductor. Nó là cái gì? Để con. Cái này nó giống như là cái lò xo ở trong bàn ủi đúng không? Nó gọi là cuộn cảm đó thầy. À, nó giống như cái lò xo hay là cái lò xo trong một cái bếp ngày xưa hay dùng, các bạn giờ chắc không biết đâu. Vâng. Thì cái này nó dùng để nó sinh ra nhiệt. Cái lò xo sinh ra nhiệt thôi. Thì khi mà electron mà đi qua cái lò xo này thì nó sẽ phát nhiệt để nó tạo ra cái năng lượng nhiệt cho chúng ta sử dụng. Còn những cái ký hiệu này là nối đất này.
ký hiệu này là chúng ta đang kết nối giữa hai cái sợi dây lại với nhau. Nó có dấu chấm ở giữa nha, quan sát. Còn bên này nó không có dấu chấm thì nó gọi là không kết nối. Còn cái ký hiệu này nó nói là cái pin là có mấy cell, Dương? Có mấy cell đây? Hai cell rồi. Hai cell, chúng ta thấy hai cái cell nó đang nối với nhau là nối tiếp. Này bóng đèn này. Rồi ở đây người ta nói cái máy phát điện này, đồng hồ này, vôn ké, âm ké. Thì một số cái ký hiệu chúng ta phải quen thuộc để chúng ta biết đọc bản vẽ khi mà người ta kết nối. Rồi thầy mời một bạn cho thầy biết cái năng lượng đo trong điện người ta đo là sao. Mời bạn Xuân Sơn. Cái năng lượng chúng ta đo như thế nào? Chúng ta tính như thế nào, Sơn? Cái gì cả? Năng lượng E chúng ta đo là sao? Chúng ta tính toán bằng cách nào? Hôm nay chúng ta học về đo năng lượng đấy. Ví dụ như thầy nói là cái bóng đèn này là các electron nó di chuyển qua cái bóng đèn. Vậy thì thầy muốn biết là cái năng lượng điện mà đã cung cấp cho bóng đèn này là bao nhiêu. Thầy đang tính cái E này này. Thì thầy tính làm sao? Thì dùng cái máy, cái hình tròn này. Chúng ta phải đo được năng lượng có trong một coulomb, đúng không? Vâng ạ. Đo năng lượng trong một coulomb tức là một chiếc xe nó chở đến cho cái bóng đèn là bao nhiêu joule. Thì cái đó chính là cái hiệu điện thế V mà chúng ta đo. Vậy là chúng ta biết được năng lượng trong một coulomb là bao nhiêu. Chúng ta nhân cho cái số lượng coulomb không? Là nhân cho cái gì? Nhân cho C. Chúng ta nhân cho Q. Được chưa? Q được là cái gì ạ? Q nó là coulomb đó. Vâng ạ. V nhân cho Q. Mà chúng ta học á là cái đo cường độ dòng điện Y thì nó đo là lượng điện tức Q di chuyển qua đơn vị thời gian này. Vậy từ đây chúng ta suy được Q bằng gì? Q bằng Y nhân cả T. Vậy thì chúng ta thế vào đây. Q chúng ta thế vào là Y nhân T. Vậy thì chúng ta đã có được một cái mối quan hệ giữa năng lượng đi qua bóng đèn bằng cách là chúng ta lấy hiệu điện thế chúng ta đo được là bao nhiêu, chúng ta nhân cho cái cường độ dòng điện và nhân cho cái khoảng thời gian của nó thì chúng ta biết được năng lượng nó đi qua là bao nhiêu. Nhưng mà người ta ít quan tâm tới cái này, mà người ta chỉ quan tâm đến là cái công suất của nó. Rồi thầy mời bạn Phúc Thân cho thầy biết là cái power chúng ta học công suất nó là cái gì. Dạ, power công suất. Dạ, công suất nó là cái gì? Công suất thì nó giống như là cái năng lượng, cái watt đó thầy, cái watt. Cái đại lượng cho biết công được thực hiện. Khi mà chúng ta muốn so sánh cái người này làm việc với người kia làm việc như thế nào? Dạ. Thì ai có công suất tốt hơn? Thì người ta phải xem cái gọi là cái công suất làm việc của một người trong một cái thời gian nhất định. Thì người ta phải đo trong cùng một đơn vị thời gian, tức nghĩa là cái công thực hiện A đó hay còn gọi là cái năng lượng mà người ta đã bỏ ra để người ta thực hiện nó trong một gì? Trong một đơn vị thời gian, đúng không? Dạ đúng. Tức là chúng ta chia tay. Vậy thì nếu chúng ta thay cái E này, chúng ta thay vào nó là V nhân Y nhân T mà chúng ta chia tay. Thì chúng ta thấy là cái công suất của một cái bóng đèn ấy, chúng ta đơn giản T đi thì chúng ta chỉ còn là hiệu điện thế nhân Y thôi. Đúng không? Dạ đúng. Vậy từ đây chúng ta tính ra được là cái công suất tiêu thụ của bóng đèn này bằng cách là chúng ta xem qua cái bóng đèn này là chúng ta lắp vào bao nhiêu volt. Ví dụ lắp vào là cái mạng điện là 220 volt chẳng hạn. Và chúng ta biết được cái
cái y của nó là ví dụ như là 1 ampe chẳng hạn, thì chúng ta thay vào đây chúng ta biết được là cái công suất của nó là bao nhiêu, thì cái đơn vị nó là volt nhân cho gì, nhân cho ampe, thì người ta sẽ thay cái này là bằng gì, đơn vị nó là gì? Dạ đơn vị là A trên dây, công trên dây, hoặc là gọi watt. À, chúng ta gọi nó là watt, chúng ta ghi là W. Vậy thì ví dụ chúng ta ghi bóng đèn này là 100W chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta tính ra được là cái người ta biết được cái công suất của nó. Và lắp vào bóng đèn là 220V, chúng ta suy ra được Y không? P bằng V chia Y, vậy thì chúng ta suy ra được Y là bằng gì? P chia gì? Dạ, Y bằng B chia U. À, B chia V hoặc B chia U gì đấy. Đó. Thì chúng ta thấy được cái mối quan hệ. Chúng ta nhìn lại cái mối quan hệ gốc của chúng ta là E là bằng V nhân Q nha các bạn. Tại sao thầy sử dụng cái công thức gốc này? Bởi vì cái V này cho chúng ta biết là năng lượng trong một coulomb. Chúng ta nhân cho số coulomb thì chúng ta biết được cái năng lượng nó là bao nhiêu. Vậy thì nếu năng lượng này chúng ta chia cho T thì chúng ta biết được công suất. Chúng ta tìm ra được P nó chỉ liên quan giữa U và Y thôi. Và chúng ta nhìn cái đơn vị quy đổi đấy là 1 kW là nó gấp 1000 lần của cái watt. Cái từ K ở đây là ám chỉ là gấp 1000 lần đấy. Vậy thì 1K là gấp 1000 lần cái watt. Vậy là bằng 1000 watt. Và 1 MW này thì nó sẽ gấp 1000 lần với kW. Tức là nếu thầy viết là 1 MW thì bắt buộc nó phải gấp 1000 lần cái kia, là 1000 lần của cái kilowatt, mà kilowatt lại gấp 1000 lần của watt nữa, nên chúng ta nhân vào thì chúng ta thấy được là 1 megawatt thì nó bằng 1 triệu watt. Đó. Mà cái watt thì nó là ampere nhân cho volt, tức nghĩa là cái watt này á là đại diện cho là đơn vị tính của công suất, mà nó do là lấy U nhân Y thì nó ra được ampere nhân volt. Thì chúng ta có thể ghi là ampere nhân volt, nhưng mà thường người ta sẽ ghi thành watt, bởi vì người ta muốn tưởng nhớ tới cái nhà khoa học tên là watt này là đã phát hiện ra cái tính toán này, thì người ta sẽ ghi lại cái tên của ông, giống như là cái điện thế hiệu điện thế thì người ta là lấy tên của cái ông Vôn để người ta ký hiệu lại thôi. Thì có lúc nãy thầy có nói đến một số thiết bị như bóng đèn hoặc là những cái thiết bị sưởi ấm chẳng hạn, thì khi nó đi điện nó đi qua những cái vật dẫn mà nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng nhiệt cao đấy, thì chúng ta hay gọi mấy cái này nó là mấy cái lò xo. Đúng không? Mấy cái lò xo để tạo ra năng lượng ấy. Thì những cái lò xo này nó sẽ tạo ra nhiệt, và từ đấy nó cung cấp nhiệt cho chúng ta. Ví dụ từ cái bếp hồng ngoại chẳng hạn, bếp ở nhà chúng ta, bếp hồng ngoại, thì thực ra là cái điện nó cung cấp vào cái lò xo này, nó tạo ra cái nhiệt của chúng ta. Hoặc là cái bình đun của chúng ta cũng thế, thì nó cũng là cái dạng như là cái lò xo, đúng không? Thì nó sinh ra nhiệt thôi. Thì khi mà cái electron có chứa năng lượng ấy, nó đi qua những cái vật dẫn này thì nó sẽ lấy năng lượng để nó chuyển thành năng lượng nhiệt. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nó nóng nhé. Rồi tạm thời thầy dừng ở đây cho các bạn ra chơi. Sau 5 phút chúng ta các bạn nhìn màn hình thì các bạn sẽ thấy ở trên này thầy có đưa cho các bạn cái hình ảnh của một cái cầu chì. Tức nghĩa là chúng ta thấy đây là cái cầu chì của chúng ta. Khi mà chúng ta lắp nó vào trong cái vị trí này thì nó sẽ kết nối cái mặt điện của chúng ta kín lại. Và với cái sợi dây này này, người ta thiết kế để nó có một cái sức chịu đựng là bao nhiêu ampe. Nếu mà cái cường độ dòng điện mà nó vượt quá cái ngưỡng mà cái thiết bị nó có thể chấp nhận cái dòng điện đó, thì tự động là cái dây này nó đứt trước khi mà nó đi vào trong thiết bị. Như vậy là nó bảo vệ dòng điện cho chúng ta, bảo vệ cái thiết bị của chúng ta nó không bị hư hỏng. Thì cái cầu chì nó mục đích như vậy. Và trong các thiết bị điện tử thường người ta sẽ bao giờ cũng có cái cầu chì. Vậy thì nếu mà chúng ta mua một cái
máy hát hay một cái thiết bị nào đó mà nó đang sử dụng cái hiệu điện thế là 100V hoặc là 110V ấy, thì các bạn thấy là cái thiết bị đó nó chỉ chấp nhận cái này thôi. Vậy thì nếu chúng ta cắm vô cái dòng điện 220 thì chúng ta thấy nó bụp liền và nó tắt luôn, tức nghĩa là cầu chì đứt. Vậy thì nếu mà bạn nào để ý chỉ cần ra mua cái cầu chì khác các bạn thay vào là nó sẽ chạy tiếp mà nó không bị ảnh hưởng gì cả nha các bạn. Còn cái này nó là cái mặt điện và cái công tắc. Giới thiệu cái công tắc cho các bạn để thấy rằng nếu một cái công tắc mà nó nối, ví dụ như cái hình trên này, nếu mà chúng ta nối như vậy thì chúng ta thấy là dòng điện nó có đi qua hay không và nó đi qua như thế nào. Một bạn nào cho thầy biết xem. Mời Cao Minh. Nếu mà bình thường đang nối như vậy thì chúng ta thấy là dòng điện nó đi qua hai cái điện trở như thế nào, Minh? Nó có đi không? Dạ, có. Có. Bởi vì chúng ta thấy nó tạo thành một cái mặt kín này. Tạo thành mặt kín. Và cái dưới này nó cũng nối lại. Và chúng ta quan sát thì chúng ta thấy hai cái điện trở này nó mắc thế nào? Song song hay nối tiếp, Minh? Dạ, song song. Song song. Còn cái hình ở dưới thì sao? Cái hình ở dưới, nếu mà chúng ta nối xuống dưới thì cái mặt điện có đi qua điện trở dưới không? Dạ, có. Có. Còn nếu chúng ta nối lên trên thì sao? Dạ, nó sẽ đi ở trên. Có đi ở trên không? Tới đây nó có đi được không? À, không, bởi vì nó không nối vào. Nó không nối vào, nó không tạo thành mặt kín được. Thì như vậy là khi chúng ta nối lên trên thì chúng ta thấy là nó bị gián đoạn rồi. Tức nghĩa là hai cái điện trở này hoàn toàn chúng ta thấy là nó không có sáng gì cả. Còn khi mà chúng ta xét cái mặt ở dưới thì sao? Hai điện trở này nó nối như thế nào? Dạ. Song song hay nối tiếp? Song song hay nối tiếp? Tôi nghĩ là nối tiếp. À, nối tiếp. Bởi vì chúng ta thấy là thực ra là hai cái này nó đang nối tiếp với nhau này. Nếu mà thầy vẽ lại thì các bạn thấy là nó đang nối tiếp với nhau. Nó nối với cái nguồn pin bên này. Đó. Thì khi nó nối như vậy thì chúng ta thấy là nối tiếp. Bởi vì nếu mà cái cu lông mà nó chở điện tích, chúng ta hình dung chở điện tích, nó chở tới đây, nó sẽ truyền năng lượng cho cái thiết bị thứ nhất một phần, sau đó cái phần còn lại là nó sẽ chia cho cái tụ điện thứ hai. Vậy thì chúng ta thấy hai cái mặt này là nó mắc nối tiếp. Vậy thì chúng ta nhìn cái hình này mắc nối tiếp này. Vậy thì nếu mà chúng ta ngắt cái này ra, ngắt nó ra, vậy thì như vậy là mặt kín hay là mặt hở, Minh? Kín hay hở? Dạ, hở. Hở. Bởi vì electron hoàn toàn không đi qua được cái tụ thứ nhất, cái điện trở thứ nhất, thì làm sao nó đi qua được cái thứ hai. Đó, thì chúng ta thấy là nó hở. Vậy thì những cái này là chúng ta lưu ý, nếu mà đi thi chúng ta làm bài đấy, thì nó vẽ mấy cái mặt này ra thì các bạn lưu ý để các bạn có thể trả lời được. Thầy mời một bạn cho thầy ý kiến. Thầy, bạn Thủy Tiên đâu? Dạ. Cái đồ này nó là cái gì Thủy Tiên? Đoán nghe nó là cái gì? Dạ, cái này là... Cái này là cái gì? Đầu tiên chúng ta phải quan sát, chúng ta thấy cái này. Nó là cái gì đây? Nó là cái đồng hồ điện ở trong nhà chúng ta đúng không? À, cái đồng hồ điện đấy. Thì đằng sau cái đồng hồ điện thì chúng ta thấy là nó có một hai cái sợi dây ra, nó sẽ gắn vào chỗ này, chính là cái tụ giao tổng của mình. Thì từ đây bắt đầu nó mới rẽ đi ra điện cho toàn bộ ngôi nhà. Thì theo quan sát hình này thì bạn Tiên nhìn vào thấy được cái mạng điện cung cấp cho thiết bị gì chứ? Dạ, đầu tiên là nó sẽ cung cấp cho cái thiết bị làm sáng trong nhà. À, đây. Chúng ta
chúng ta thấy là người ta sẽ thiết kế một cái hệ thống bóng đèn toàn bộ tất cả những cái bóng đèn trong nhà, và để bật tắt nó thì người ta dùng cái gì đây? Cái này là cái gì? Dạ cái công tắc. Công tắc bóng đèn. Vậy thì chúng ta quan sát là chúng ta thấy là cái sợi dây người ta kéo đó, từ cái hệ thống chính này là người ta kéo, người ta sẽ nối với tất cả các bóng đèn. Và để đóng ngắt cái bóng đèn này thì người ta dùng một cái công tắc cho nó. Vậy thì cái đường dây điện nó sẽ phải đi qua công tắc, và công tắc đó mới nối bóng đèn. Vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ tạo thành một cái mặt kín cho cái bóng đèn. Đó, thầy vẽ cái màu vàng là mặt kín cho bóng đèn nếu chúng ta đóng cái công tắc lại. Và tương tự với bóng đèn khác. Vậy thì suy ra chúng ta nhìn cái mặt điện này thì giữa các bóng đèn nó mắc song song hay nối tiếp? Dạ, mắc song song. Chúng ta thấy nó mắc song song để nó đảm bảo là cái độ sáng của bóng đèn là như nhau. Nếu chúng ta mắc nối tiếp, nó vừa bị phụ thuộc cái công tắc của bóng đèn này, và nó cái năng lượng nó sẽ chia ra các bóng đèn, nên không ai đi mắc nối tiếp. Vậy thì các bóng đèn này bắt buộc phải mắc song song. Rồi thầy mời một bạn kế tiếp quan sát cho thầy. Mời bạn Kim Phụng. Đây là công tắc bóng đèn gì đây? Có gì đặc biệt không? Dạ hai chiều. Công tắc hai chiều này làm gì? Dạ, thấy ở đâu có công tắc hai chiều này nhỉ? Ở đây nó có một công tắc, xong rồi lên đây nó còn có công tắc nữa. Mình thấy nó ở đâu? Ở đây chúng ta bật tắt nó cũng được, mà ở đây chúng ta cũng bật tắt nó được. Vậy thì chúng ta hình dung trong nhà của chúng ta là chỗ nào có công tắc hai chiều này? Phục biết không? Như đèn. Đèn. Đèn nó công tắc một chiều bóng đèn này thôi. Đặc biệt trong ngôi nhà nó sẽ có một chỗ là xài công tắc hai chiều. Chúng ta chỉ cần nó sáng khi chúng ta cần thôi. Chúng ta không cần nữa, chúng ta phải tắt nó đi. Rồi, thầy mời bạn khác. Thầy mời bạn Hoàng Anh thử xem. Để xem coi các bạn có quan sát trong nhà mình không. Nhà nào nhà lầu mới có nha. Rồi Hoàng Anh, đoán cho thầy công tắc này nó ở đâu? Con nghĩ là... Đoán đại đi. Để coi trong nhà. Hoàng Anh ở nhà lầu hay là nhà trệt? Nhà lầu. Ở nhà lầu, vậy là phải biết chứ. Có giờ bước lên cầu thang không? Có. Vậy thì cái công tắc bóng đèn này là cho cái bóng đèn nào? Chúng ta muốn đi thì chúng ta phải bật nó lên. Xong rồi chúng ta đi xong rồi chúng ta không muốn quay trở lại để tắt nó đi. Mà chúng ta đứng đó chúng ta tắt nó đi. Thì chúng ta dùng cái công tắc này. Là xài cho bóng đèn nào? Rồi bạn nào có thể đoán ra? Thầy ơi. Rồi Dương. Có nghĩa là công tắc dưới nhà xe. Mình đi lên lầu xong mình dùng một tắt luôn. Không cần công tắc nhớ. Này là công tắc cho cái bóng đèn cầu thang. Có phải chúng ta đứng ở dưới chân cầu thang, chúng ta muốn nó sáng thì chúng ta bật nó lên đúng không Dương? Dạ đúng rồi. Xong rồi chúng ta lên đỉnh cầu thang thì chúng ta muốn tắt nó đi, chúng ta phải tắt nó đi. Vậy thì cái công tắc này nó gọi là công tắc hai chiều, mà nó có ba chân bật lên bật xuống, và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta nối nó lại. Nếu mà nó đang ở dưới chúng ta bật sang như vậy mà khiến cho nó sáng, thầy xóa cái này đi nhé. Ví dụ như là cái công tắc nằm ở đây, thầy bật xuống đây thì nó tạo ra mặt kín này. Mặt kín thì nó làm cho cái bóng đèn này nó phát sáng. Vậy thì nếu mà thầy lên tới đỉnh rồi đó, thầy tắt nó đi, thầy chuyển nó lên trên. Tức là ở trạng thái này chúng ta thấy mặt nó hở, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là đối với cái bóng đèn cầu thang, chúng ta dùng cái công tắc hai chiều này để chúng ta bật tắt bóng đèn. Đó là ngày xưa nó chưa xài cái cảm biến chuyển động. Chứ bây giờ bóng đèn nó thông minh rồi.
nó gắn cái cảm biến chuyển động khỏi bật như đó, chỉ cần bước đi chỗ cầu thang ấy, là nó biết có người ấy, là tự động cái cảm biến đấy nó bật cho mình, là nó sẽ bật cái công tắc này cho bóng đèn nó sáng nha. Chúng ta không, bây giờ người ta không xài cái công tắc này nữa mà ta xài cái cảm biến cho cái bóng đèn đi tới là tự động nó thấy người là nó sáng rồi. Thầy mời bạn Sơn quan sát cho thầy còn thấy gì nữa đây, trong cái mặt điện thì mình thấy gì nữa? Bạn Sơn đây ạ. Rồi chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy có cái mặt chỗ này là mặt điện của cái gì đây? Của cái... Cái này là cái gì? Chỗ nấu ăn à? À, cái này chúng ta có thể xem nó là các ổ cắm điện. Cái ổ cắm điện ở đây là của ổ cắm điện mấy chấu đấy? Mấy chấu? Điện, ba chấu. Ba chấu. Tất nhiên là chúng ta thấy có hai cái lỗ chính này. Thầy đồ nó lên một bên là đỏ, thầy đồ bên này một bên nó là xanh. Vậy thì bình thường là chúng ta chỉ cần cái ổ cắm điện là hai chấu để chúng ta cấp một cái dây nóng và một cái dây nguội, chúng ta cấp nó vào đây, đúng không? Là chúng ta có điện xài rồi. Vậy thì tại sao nó có thêm chấu thứ ba, Sơn? Chấu thứ ba này để làm gì đây? Nó nối đi đâu? Nó nối xuống dưới đất à? À, nó nối xuống dưới đất. Các bạn nào, nó nối dây này xuống đất. Bất cứ cái ổ nào nó cũng nối dưới đất. Thì chúng ta thấy là các thiết bị như là máy giặt, máy sấy, những các thiết bị điện ấy, là người ta thiết kế tiêu chuẩn an toàn là bởi vì các thiết bị đấy nó có sinh ra, phóng ra những cái dòng điện mà nó nhiễm ở trên cái vỏ của thiết bị. Vậy thì người ta muốn dẫn tất cả những cái electron, đúng không? Dẫn những cái electron mà nó sinh ra trong thiết bị, người ta muốn dẫn nó xuống dưới đất để chúng ta không bị giật, không bị tê đấy. Thì người ta xài cái lỗ cắm thứ ba này, là cái chân thứ ba này để nó dẫn xuống dưới đất, để nó triệt tiêu thì giờ chúng ta không bị giật đấy. Thì người ta sẽ xài là ba chấu. Nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta thấy là chúng ta tiết kiệm dây, tiết kiệm lỗ, thì chúng ta xài có hai chấu thôi. Chứ còn chúng ta mua thiết bị nước ngoài về hoàn toàn ba chấu, về tới Việt Nam chúng ta bẻ mất một chân đi. Đúng ra là trong cái mạng điện của chúng ta để an toàn cho cái người sử dụng thì người ta sẽ phải xài ba chấu, và cái chân thứ ba này là để nối tiếp đất, và như vậy nó sẽ an toàn với thiết bị. Rồi thầy mời một bạn cho thầy ý kiến này, bạn Kim Bảo đâu? Kim Bảo. Không thấy Kim Bảo. Thầy mời bạn bạn An Kiệt cho thầy ý kiến xem. An Kiệt. Nào. Một cái mặt điện này của bóng đèn này, người ta đang nối rồi gì đây? Kiệu nối rồi gì đây, biết không? Cái gì? Nối vô chỗ này thường người ta nối vào cái gì ở trong nhà mình ấy. Khi mà chúng ta bật tắt cái chỗ này này là toàn bộ bóng đèn chỗ này cúp hết. Vậy thì cái chỗ này gọi là cái gì? Là cái gì? Đoán ra không? Cầu dao à? À đúng rồi, cầu dao nó gọi là cái CB đấy. Vậy thì cái CB ở trên cái bảng mặt consumer unit này này, người ta luôn luôn thiết kế một cái CB nằm đây để nó đóng cho toàn bộ cái mặt này của bóng đèn. Vậy thì nếu chúng ta tắt cái CB là toàn bộ bóng đèn chúng ta không bật tắt được, dù chúng ta có bật công tắc này nữa, bởi vì nó đâu có cho điện vào đâu. Và thông thường là do nó tiêu thụ thấp nên người ta sẽ xài CB này. Dòng điện bao nhiêu ampe đây? 5 ampe. Có 5 ampe rồi. Nó yếu mà. Công suất tiêu thụ của nó thấp. Nên cái ampe của chúng ta chỗ này nó thấp. Còn đối với những cái mặt điện mà nó tiêu thụ nhiều, như là các ổ cắm ba chấu hay là nhà bếp của chúng ta đấy, thì cái mặt điện này này,
là nó sẽ phải nối vô một cái CB là bao nhiêu ampe? 30 ampe. Vậy thì tùy nhé, tùy cái khu vực nào mà nó sẽ tiêu thụ nhiều điện năng một lúc ạ. Chúng ta vừa cắm bật ủi, vừa bật bếp điện, bếp từ, bật đủ thứ cả. Thì chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta sử dụng đồng thời thì nó sẽ hút một cái lượng điện tích, một cái năng lượng rất là lớn. Thì chỗ đó người ta sẽ đòi hỏi là cái cường độ dòng điện nó lớn ấy, người ta phải dùng một cái cầu dao nó lớn, ampere nó lớn. Và cái đường dây được thiết kế chỗ này nó cũng phải lớn đi theo, thì nó mới tải đủ, nó mới chịu đựng nổi. Còn không là sẽ bị cháy sợi dây, đứt sợi dây, cháy nhà. Nên khi người ta thiết kế nhà, bao giờ người ta cũng phải tính toán là cái khu vực này và cái mạng điện này để làm gì, cần dây lớn hay dây bé, đúng không? Dây mấy chấm. Và cái cầu dao chỗ này nó là lớn hay nhỏ, đúng không? Thì người ta thiết kế là cái CB cầu dao chỗ này nó khác nhau tùy theo từng khu vực. Vậy thì chúng ta thấy là cái đồng hồ điện của chúng ta cấp đi vào cái cầu dao tổng chỗ này là cái mạng điện chính. Từ đây nó sẽ nối với tất cả những cái CB. Nó sẽ chia ra từng cái mạng điện, đúng không? Ở nhà chúng ta thấy đôi khi cái máy lặn nó nối ra trực tiếp đây luôn. Máy lặn số 1, máy lặn số 2 gì đó. Thì tùy theo là người ta muốn điều khiển cái mạng lưới điện trong nhà thì người ta sẽ chia nhỏ thành những cái mạch điện ra cho chúng ta, để chúng ta quản lý, chúng ta bật tắt nó cho nó dễ dàng. Còn cái đằng trước cái đồng hồ này ấy, là người ta sẽ cho chúng ta thấy là đây là đường dây cung cấp điện của nhà nước, đúng không? Công ty điện lực nó cấp điện cho chúng ta. Và nó đi qua một cái hệ thống gọi là cái cầu dao tổng mà do bên điện lực quản lý, để nó biết là nó cần quản lý ngôi nhà này là bao nhiêu. Và nó có thể đo đếm được cái ngôi nhà này là xài bao nhiêu ký điện, người ta tính toán được hết. Vậy thì chúng ta sẽ quản lý điện của chúng ta là sau cái đồng hồ, bắt đầu từ cái CB này chúng ta phải quản lý. Còn từ trước đồng hồ này là chúng ta không được đụng chạm gì hết nhé. Chúng ta không được mở đồng hồ này ra, bởi vì cái này là nhà nước người ta đóng niêm phong để đảm bảo rằng á, là chúng ta không ăn gian. Ngày xưa nhiều người ăn gian á, là người ta tìm cách người ta nối, không đi qua đồng hồ. Để làm gì? Để đồng hồ này nó không có đo. Hoặc là khi nào mà có người kiểm tra thì nó bật sang. Như vậy là ăn gian điện của nhà nước nha các bạn. Nên nhà nước kiểm soát rất là kỹ cái vấn đề là chúng ta nối vào đâu. Ngày xưa người ta ăn cắp điện nhiều lắm, do là nghèo rồi điện nó mắc các thứ, người ta ăn cắp điện. Người ta còn dùng cả nam châm. Ngày xưa các bạn biết là cái đồng hồ này này, nó dùng cái đồng hồ cơ nó đo. Tức nghĩa là nó có một cái đĩa ở bên trong đó, nó quay. Thì cái đĩa đấy nó bằng kim loại, người ta dùng cái cục nam châm cực lớn để người ta hút, người ta giữ nó lại không cho nó quay. Thì người ta cứ xài thoải mái mà đồng hồ nó không quay. Đấy, thì cũng là một dạng ăn cắp điện. Nó có nhiều cách để ăn cắp điện. Như vậy là không tốt nha các bạn. Mình xài thì mình phải trả, còn không mình tiết kiệm điện. Vậy từ đây thầy cho các bạn thấy một cái sơ đồ. Một cái sơ đồ mà các bạn lưu ý là cái đồng hồ này nó sẽ đo tất cả những cái thiết bị tiêu thụ điện của chúng ta ở appliance này. Là tất cả các thiết bị chúng ta đã tiêu thụ gọi là năng lượng là bao nhiêu. Từ một cái nhà cung cấp, người ta cấp điện vào thì sẽ phải đo qua cái đồng hồ này. Thế các bạn dùng cái đồng hồ này để chúng ta đo được cái năng lượng chúng ta sử dụng. Thì đây là hình ảnh của một cái CB. Đây nó gọi là, ngày xưa hay gọi là cầu dao, thì bây giờ người ta hay gọi nó là cái CB. Và đây là CB tổng. Và CB tổng này nó sẽ cấp điện sang cho những cái CB con để nó tắt cái mạng điện ra. Thì chúng ta trong nhà chúng ta thấy có các CB. Vậy thì nếu chúng ta muốn cúp toàn bộ ngôi nhà thì chúng ta cúp cầu dao tổng. Mà chúng ta muốn tắt điện ở cái ổ điện để chúng ta sửa chữa thì chúng ta tắt cái CB con thôi. Đúng không? Thì chúng ta muốn ngắt cái mạng điện nào thì chúng ta tắt cái CB của cái mạng điện đó. Còn cái hình ảnh bên này á, là thầy vẽ cho các bạn là một số cái ổ cắm, những cái chấu mà xịn ấy. Thì bản thân bên trong nó có một cái cầu trì để bảo vệ.
khi chúng ta cắm vào chúng ta sử dụng. Nhưng mà nếu mà nó bị quá tải, cái đường dây nó quá tải, nó có thể làm hư thiết bị, thì tự động cái đầu cắm này hoặc là cái ổ cắm này tự nó sẽ đứt cái cầu chì này để không cho chúng ta xài nữa, bởi vì nó không còn an toàn cho thiết bị chúng ta. Thì đối với những cái ổ cắm hay thiết bị đắt tiền thì bao giờ nó cũng có CB này hết, nó có cái cầu chì trong này hết. Thì cái hình ảnh thầy vẽ để các bạn thấy rằng là một số cái ổ cắm mà các bạn mua nhiều tiền đó, là nó sẽ có những cái tính năng này để bảo vệ thiết bị chúng ta nó tốt hơn. Ở đây hình ảnh đo này, thì các bạn thấy là cái đồng hồ này đo chúng ta là sử dụng bao nhiêu kilowatt giờ. Ví dụ như là chúng ta đang xài ở đây, ví dụ như là chúng ta thấy nhá, cái đồ đĩa này này mà chúng ta là 20 watt, thì điều đó có nghĩa là cái gì? Một bạn nào giúp thầy lý giải chỗ này xem. Một bạn Kim Bảo. Kim Bảo mở ống tay lên tiếng. Thầy mời bạn Vi Luân cho thầy biết coi 20 watt này nghĩa là cái gì. Vi Luân, 20 watt là số lượng mà nó tiêu thụ trong một giờ. Chúng ta tìm ra được là cái công suất tiêu thụ của nó là tương đương với bao nhiêu? Là 20 gì? 20 watt. Đúng không? 20 watt là cho chúng ta biết được cái năng lượng. Năng lượng của chúng ta dùng là bao nhiêu? Chúng ta cung cấp vừa mới xong là B bằng E chia gì? E chia T phải không? Được. Vậy 20 này là 20 gì đây? Là... 20 gì? 20 joule trên gì? Trên gì? Joule trên giấy. Thì chúng ta gọi nó là 20 watt này phải không? Dạ. Không luôn. Dạ đúng rồi. Rồi. Thì cái năng lượng chúng ta biết được là cái công suất này cho chúng ta biết được là trong một giây chúng ta dùng mất 20 joule, thì chúng ta gọi tắt nó là 20 watt. Tương tự là cái laptop của chúng ta là 50 watt, TV của chúng ta là 100 watt, bóng đèn của chúng ta là 100 watt. Tức nghĩa là mỗi một cái thiết bị tiêu thụ chúng ta tính được cái công suất của nó. Vậy thì công suất này cho chúng ta biết được nó là bao nhiêu watt, nghĩa là bao nhiêu joule trên một giây đấy, là biết được cái mức năng lượng tiêu thụ trong một giây. Còn bây giờ chúng ta đổi ra về năng lượng kilowatt giờ. Cái đồng hồ này nó tính theo đơn vị kilowatt giờ nghĩa là sao? Một trạm cho thầy biết. Mời bạn Dương. Dạ ơi. Nếu cái đồng hồ đấy nó kêu là bạn xài là 1 kilowatt giờ nghĩa là sao? Tức là trong 1 giờ nó xài bao nhiêu kilowatt? Chúng ta biết được là trong 1 giờ cái thiết bị này, ví dụ như là 1 kilowatt giờ đơn vị tính là kWh này, là chỉ số đồng hồ là người ta hay gọi là các bạn xài 100 ký hay là bao nhiêu ký đấy. Thì có nghĩa là cho biết là cái năng lượng tiêu thụ trong một giờ của chúng ta là 1 kilowatt. Tức nghĩa là 1.000 watt đấy. 1.000 watt. Chúng ta tính ra. Vậy thì nếu mà chúng ta ra được chỗ này này. Giả sử như là chúng ta ra được là 24.000 240 kilowatt đi. Giờ. Thì chúng ta biết được là cái mức điện chúng ta tiêu thụ nó là bao nhiêu mà chúng ta phải trả. Thì cái chỉ số đồng hồ này cho chúng ta biết được là số ký điện mà chúng ta đã dùng đấy là bao nhiêu để chúng ta trả tiền. Vậy thì cái đồng hồ này để nó đo được cái năng lượng mà chúng ta đã sử dụng
là bao lâu, là bao nhiêu, là bao nhiêu ký. Từ đó người ta tính cái đơn giá là một ký điện, ví dụ như là 3.000 hoặc 5.000 một ký, thì chúng ta nhân cho cái số ký này là chúng ta biết được chúng ta phải trả bao nhiêu tiền. Ủa thầy ơi, tại sao người ta phải tính, người ta phải tính theo trong một giờ, thì sao người ta không tích lũy kiểu điện bao nhiêu đó, người ta tính, người ta phải tính thêm cái đơn vị giờ nữa. Chúng ta nhân cho cái số giờ là chúng ta sẽ biết được này. Ví dụ như chúng ta thấy là cái đầu cái thầy lấy chuẩn là cái tivi này đây. Là chúng ta sử dụng cái này là một giây là bao nhiêu? 100W. 100W tức nghĩa là một giây chúng ta tốn là bao, chúng ta tiêu thụ là bao nhiêu năng lượng? 100 W. 100 joule. Yeah. Một giây là chúng ta tiêu thụ hết 100 joule đấy. Vậy thì nếu mà chúng ta nhân cho cái thời gian không phải là giây nữa, mà chúng ta nhân cho một phút đi, là chúng ta nhân 60. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, chúng ta nhân cho một giờ đi, tức là 60 phút. Vậy thì chúng ta sẽ quy ra được nó là bao nhiêu ký, bao nhiêu ký trong một giờ. Đúng không? Chúng ta quy chuẩn là theo giờ đấy. Thì như vậy là chúng ta biết được trong một tháng là chúng ta xài là hết bao nhiêu ký điện, là bao nhiêu năng lượng rồi đó. Được chưa Dương? Dạ, dạ được rồi. Nó có quan hệ đấy. Rồi thầy dừng một chút xíu, có bạn nào thắc mắc về những cái thầy đã dạy liên quan đến điện mà từ đầu giờ đến giờ không? Bạn nào có câu hỏi gì với thầy thì giơ tay cho thầy biết. Rồi mời bạn Sơn. Thầy cho hỏi là âm von là cái gì ạ? Đâu? Vừa nãy có cái bài mà thầy có cục pin xong rồi kéo lên kéo xuống ạ, có âm von thì là cái gì? Pin. Cái bài mà thầy làm trên mạng ấy ạ. À, rồi đợi thầy chút xíu. Rồi để thầy quay về cái hình đó. Như là nó không phải cái này. Đánh dưới. Đây. Ý muốn hỏi cái này đúng không? Vâng ạ. Rồi. Sao? Thì có cái cục pin nó kéo xuống âm vo nè, thì đấy là cái gì ạ? Cái âm ở đây ấy là cho biết là cái điện thế ở chỗ này là nó ở mức âm 1.5 so với zero. Tức là chênh lệch giữa hai cái điện cực ở hai cái đầu này là nó là chênh lệch với nhau là 1.5V mà nó dạng âm. Còn nếu mà chúng ta tính giữa hai cái cực này thì nó chênh lệch hiệu điện thế nó là bao nhiêu? Là 3. Là 3V. Vậy thì ý nó muốn nói là cái âm ở đây chẳng qua là chúng ta đảo chiều thôi. Ví dụ thầy kéo lên đây nhá. À vâng. Thầy chết. Rồi. Nếu mà thầy kéo hết lên 1.5V, tức nghĩa là cái cục pin ở cái đầu này cực dương của nó là 1.5V, còn so với cái cực kia của nó là 0V. Nhưng mà nếu mà thầy kéo xuống ngược như vậy này thì nó đảo cục pin lại, thì cái đầu này nó xem như là 1.5V, nó đảo chiều thôi. Thì như vậy các bạn quan sát nó khác nhau như thế nào nha. Nếu thầy để 1.5V tức là pin theo cái chiều này, thì các bạn thấy là cái mặt trên ấy là nó tích điện dương, ở dưới này tích âm, đúng không? Sơn. Vâng ạ. Rồi. Bây giờ nếu mà thầy giải phóng đi. Rồi sau đó thầy đảo chiều cục pin lại thì chúng ta xem ở trên nó còn là dương hay không. Còn trên còn dương không? À không ạ. Không. Vậy thì cái cực của tụ điện nó nối với cực nào? Nó nối với cực dương.
thì chúng ta thấy nó tích điện dương. Cái cực nào của tụ điện nó tích nói cực âm thì nó sẽ tích điện âm nhá. Vâng ạ. Rồi. Chỉ vậy thôi, là nó đảo chiều dòng điện thôi. Đảo chiều cái cục pin lại, thay vì chúng ta để đầu này chúng ta để đầu kia thôi. Rồi, còn bạn nào thắc mắc cái nào nữa không? Các bạn thấy cái chỗ nào thắc mắc các bạn cứ hỏi nha các bạn. Chúng ta nên hỏi kỹ và chúng ta nắm, sau khi thầy đã đi qua rồi á thì những cái này thầy sẽ không quay lại nữa. Sau này nếu có dịp ôn thì thầy ôn thôi. Nên các bạn nào có thắc mắc thì các bạn hỏi ngay. Phụng có câu hỏi gì không Phụng? Phụng? Kim Phụng? Dạ không. Không. Những bạn nào mà có những chỗ nào mà chưa nắm á, mà do hôm nay chúng ta kết nối vào đấy, thì các bạn xem video của hai buổi học trước nha các bạn, để các bạn tự xem. Rồi bây giờ chúng ta còn một cái phần mà liên quan đến máy phát điện. Vậy thì chúng ta coi là nó tạo ra dòng điện như thế nào. Tức là chúng ta muốn tìm hiểu về cái máy phát điện bên trong như thế nào. Đầu tiên là chúng ta quan sát cái cục nam châm. Thì hai cái cục nam châm này thì chúng ta quan sát hai cái đầu này thì nó có cực bắc có cực nam. Vậy thì giữa hai cái cực của cục nam châm này nó sẽ có cái lực hút lẫn nhau, hay còn gọi là nó tạo ra một cái từ trường xung quanh nó. Vậy thì chúng ta học về cái cục nam châm nam bắc. Nam bắc. Bắc là N, nam là S. Thì chúng ta thấy là cái chiều nó tạo ra xung quanh cái cục nam châm này. Thì những cái này nó gọi là cái từ trường. Vậy thì người ta xem coi cái từ trường nó là gì? Là cái lực tác động của cái cục nam châm lên cái điện tích khác, lên cái electron khác. Vậy thì chúng ta thấy cái chiều nó gì? Vào nam ra bắc. Đó. Thì cái chiều của nó là nó phải đi vào hướng nam. Nó đi vào hướng nam. Cái lực nó đi vào hướng nam. Và nó ra khỏi hướng bắc. Đó. Thì các bạn lưu ý cái chỗ này cho thầy. Vậy thì các bạn thấy là xung quanh cục nam châm nó tạo ra cái từ trường. Thì những cái đường này nó còn gọi là cái đường sức. Đường sức ở đây là cái lực tác động ấy. Thì chúng ta thấy là hai cái cục nam châm này nó tạo ra cái đường sức chỗ này. Đó, nó song song. Nó đi từ cực này sang cực kia. Vào nam ra bắc. Vào nam. Đây, vào nam ra bắc. Thì các bạn thấy là cái đường sức này nó sẽ có chiều đi từ N. Vào nam ra bắc. Đấy, thì cái chiều của nó là ra khỏi cái cực bắc và nó đi vào cái cực nam, nó gọi là vào nam ra bắc. Thì chúng ta thấy cái chiều mũi tên là nó đi từ N sang là S. S là nam, N là bắc. Vậy thì các bạn thấy là luôn luôn có lực tác động lên hạt điện tích. Thì chúng ta thấy là điều gì xảy ra đối với electron nằm trên sợi dây. Thầy mời một bạn cho thầy biết xem. Thầy mời bạn Thủy Tiên. Dạ. Cái lực này nó có tác động lên cái electron của sợi dây không? Có không? Con nghĩ là có. Có. Nếu mà thầy nói không thì sao? Nó có tác động và nó cũng có thể không tác động. Vậy thì nó tác động khi mà chúng ta cầm cái sợi dây chúng ta dịch chuyển nó cơ. Chứ còn chúng ta bỏ sợi dây chúng ta đưa vào trong ấy thì nó chả có gì nghe gì hết. Mà chúng ta cầm sợi dây chúng ta lắc. Thì chúng ta thấy là electron nó đi từ vị trí này sang vị trí khác. Hay nó khác là sợi dây nó cắt ngang những cái đường sức mà thầy mới vẽ đấy. Thầy cầm sợi dây thì kéo lên kéo xuống này. Thì như vậy. Thì cái lực đấy nó tác động lên electron và làm cho electron nó dịch chuyển. Và cái sự dịch chuyển của electron trong sợi dây này nó dịch chuyển đi. Và nó nhận cái năng lượng từ bên ngoài tác động lên electron đó thì electron này có mang năng lượng. Thì cái năng lượng trên electron ở sợi dây này nó chính là tạo ra dòng điện cho chúng ta. Thì các bạn về nhà các bạn có thể thử nghiệm.
được hết. Các bạn kiếm cái cục 500 y như vậy, hoặc là hai đầu Nam Bắc các bạn để, hoặc các bạn dùng phòng thí nghiệm á, thì các bạn lấy một cái sợi dây điện nối với một cái đồng hồ đo vôn kế giống như người ta này, chúng ta nối vào, thì chúng ta cầm sợi dây chúng ta lắc, thì chúng ta thấy kim đồng hồ nó nhảy hoặc cái số đồng hồ nó nhảy, tức nghĩa là electron ở trong sợi dây này nó đã nhận cái năng lượng, thì nó tạo ra cái electron có năng lượng thì nó sẽ truyền. Thì như vậy chúng ta đo cái đồng hồ, chúng ta thấy là đồng hồ nhất. Vậy thì người ta mới phát hiện ra là khi một cái sợi dây mà nó đi ngang qua, nó cắt ngang qua những cái đường sức này, thì nó khiến cho electron trong sợi dây này nó di chuyển và nó tạo ra điện. Thì đây chính là cái cơ chế mà tạo ra điện bằng cách sợi dây này nó di chuyển đi ngang qua những cái đường sức này. Và ngược lại, nếu người ta cho sợi dây nó cố định, nhưng mà sợi dây nó là sợi dây vòng, ở trong cái cuộn này người ta vòng, đúng không? Và người ta dùng một cái cục nam châm, thì cái nam châm này này thì nó cũng tạo ra được những cái đường sức xung quanh nó. Các bạn thấy nó tạo ra xung quanh nó. Và khi thầy cầm cái cục nam châm thì di chuyển trong cái lõi sợi dây này, thì nó cũng có tác động lên electron nằm trong sợi dây, và nó cũng sinh ra dòng điện. Vậy thì người ta thấy được là cái hướng của sợi dây nó thay đổi so với cục nam châm, hay cục nam châm nó thay đổi so với cục dây, thì nó đều sinh ra được dòng điện cả. Rồi, bạn nào nắm được cái này giơ tay thầy xem. Chúng ta phải nắm được cái nguyên lý đầu tiên, lý do tại sao nó sinh ra điện cái đã. Là bởi vì cục nam châm nó có đường sức, tức là nó tạo ra một cái lực bên trong của nó. Thực ra bên trong của nó là các electron, thì nó sẽ sinh ra một cái từ trường, và cái lực vô hình đấy giống như là cái lực hấp dẫn của trái đất, thì nó hút mọi vật. Thì cái đấy cũng là lực vô hình đấy các bạn. Lực hấp dẫn cũng là lực vô hình. Vậy thì cái cục nam châm nó cũng sinh ra một cái lực, mà nó gọi những cái đường này gọi là đường sức đấy, thì nó cũng tạo ra cái lực vô hình mà không cần tác động trực tiếp. Thì các bạn thấy là lực này nó cũng tác động từ xa. Vậy thì khi nó tác động lên cái electron nằm trên cuộn dây, thì nó cũng sinh ra được điện cho chúng ta. Rồi, các bạn quan sát này cho thầy nhé. Rồi. Thầy mời một bạn quan sát và cho thầy ý kiến. Mời bạn Kiến Minh. Kiến Minh. Thầy đồng hồ vào. Bây giờ nếu mà thầy cho cục nam châm này nó đi ngang qua cái lõi sợi dây thì thế nào, Kiến Minh? Sáng. Chúng ta thấy là cái cuộn dây của chúng ta này, khi chúng ta co cho cục nam châm đi vào, nếu mà chúng ta cho nó đi vào mà chúng ta dừng thì nó không tác động nữa, mà chúng ta phải di chuyển liên tục qua lại, thì nó sẽ giúp cho electron nó di chuyển. Và bạn Kiến Minh thấy electron nó di chuyển như thế nào, biết không? Giờ nhìn nhá, thầy di chuyển vào trong coi cái chiều kim đồng hồ đi về hướng nào. Dạ. Nó đi qua trái không qua phải? Dạ. Qua trái. Tức nghĩa là chúng ta thấy được là khi chúng ta di chuyển vào này là kim nó đi qua trái, tức nghĩa là electron đã di chuyển theo chiều bên trái đây. Mà khi thầy kéo nó ra, nó đi qua đâu? Dạ, đi qua phải. Qua phải, đó. Vậy thì cái sự di chuyển của cục nam châm đi vào, thì chúng ta thấy là dòng điện electron nó di chuyển từ cái đầu bên này này. Các bạn thấy đây là một cái điểm, thầy gọi là điểm A. Đây nó là cái điểm B. Vậy thì khi mà thầy cho nam châm nó đi qua trái, thì chúng ta thấy là dòng cái electron di chuyển từ điểm A sang điểm B. Rồi khi thầy kéo ngược lại,
thì ở đó trông nó di chuyển sao? Ngược lại, từ đâu? Từ đâu Kiếm Ân? Kéo qua trái thì nó đi qua trái. Còn nếu thì kéo cục nam châm ngược lại thì dòng điện nó sao? Nó qua phải. Đúng không? Rồi, chúng ta quan sát lại này. Rồi, đúng không các bạn? Nhớ là thầy đang để cái cực bắc trước nhá, màu đỏ đấy. Thì khi thầy đi vào là nó di chuyển qua trái. Đó. Nhưng mà nếu thầy đảo cực lại thì các bạn thấy điều gì xảy ra? Thầy đảo cực lại khi thầy đi vào. À, thầy đảo cực lại. Đi vào nó đi qua đâu? Minh? Đi qua phải. À, nó đi qua phải. Vậy thì chúng ta thấy là cái cực của nam châm nó sẽ khiến cho cái lực tác động của nó thì nó dẫn cho ở lớp trong di chuyển qua trái. Rồi nếu chúng ta đi ngược lại thì qua phải. Hoặc chúng ta đảo chiều với cục nam châm thì nó sẽ đảo ngược trở lại. Vậy thì có nghĩa là cái chiều của cái đường sức này, các bạn thấy không? Các bạn thấy là khi thầy để theo cái cách như vậy thì các bạn thấy S là cực nam, là cái chiều mũi tên là nó đi vào này. Đi vào cực nam và nó đi ra khỏi cực bắc này. Đấy. Thì chúng ta thấy là cái đường sức này nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự tác động lên electron trong cuộn dây này. Kéo qua kéo lại gì khác. Nếu thầy đi theo một hướng không? Thầy đi vào, thầy thấy là kim nó đi qua phải. Còn nếu mà thầy đảo cái cục nam châm lại, thầy đi vào là nó thay đổi chiều dòng điện. Vậy thì có nghĩa là chúng ta thấy là cái sự tác động của nam châm tùy theo cái cực nào thì nó sẽ giúp cho nó trông chạy từ đầu này qua đầu kia và nó quay ngược lại. Đó. Vậy thì chúng ta thấy cái hiện tượng gì xảy ra nếu mà thầy làm cái động tác như sau. Mời bạn bạn Phúc Thân quan sát. Nếu thầy đảo nam châm liên tục thì điều gì xảy ra? Phúc Thân. Dạ thầy. Nếu mà thầy đảo nam châm liên tục như vậy thì điều gì xảy ra? Nếu thầy đảo nam châm liên tục như vậy thì cái đèn nó sẽ chớp tắt liên tục mà. À, đúng rồi đó. Tức nghĩa là khi thầy đảo nam châm đảo cực giống như là thầy đang cầm cục nam châm thầy quay, thì khi thầy quay cái cục nam châm này với cái cuộn dây thì chúng ta thấy là nó khiến cho nó trông nó chạy qua chạy lại. Vậy thì khi mà thầy đảo một lần như vậy thì chúng ta thấy nó được xem như là dòng điện là nó quay một vòng, tức là nó gọi là một hạt. Vậy thì nếu mà thầy chớp tắt liên tục như vậy, tức nghĩa là cái ở đó trông nó di chuyển qua lại liên tục và làm cái bóng đèn nó sáng liên tục. Đúng không? Dạ đúng. Đúng không? Dạ đúng. À, vậy thì chúng ta thấy là khi chúng ta học về cái nguồn điện mà điện xoay chiều đó, thì người ta cũng làm cho cái cục nam châm nó thay đổi chẳng hạn. Chúng ta nên nhớ là cái máy phát điện ở trong nhà máy thủy điện ấy, thì cái vòng dây nó cố định thì người ta mới đưa cái cục nam châm vào trong này. Nó chính là cái rotor đấy. Và khi người ta làm cho cái rotor này nó quay, tức là cái cực nam châm này nó thay đổi liên tục. Và như vậy nó tạo ra cho lớp châm nó có năng lượng và nó di chuyển qua lại. Di chuyển từ đầu này qua đầu kia qua ngược trở lại. Và nó gọi cái đó là một hạt. Vậy thì cái dòng điện mà chúng ta đang sử dụng hiện nay là dòng điện có nước là 50 hạt. 50 hạt, tức nghĩa là một giây nó đảo 50 lần. Có nước xài là 60 hạt, tức là một giây nó đảo 60 lần. Vậy thì chúng ta thấy là nó cứ đảo như vậy là nó sinh ra được năng lượng và nó cung cấp cho thiết bị chúng ta. Và cái dòng điện nó đảo như vậy thì nó gọi là dòng điện xoay chiều. Thấy chưa? Cái đảo này, cái đảo liên tục đó là nó sáng. Vậy thì cái đèn mà đèn AC chúng ta đang xài điện xoay chiều là nó chớp tắt liên tục, nhưng mà tại vì mắt mình không phân biệt được, nhưng mà thật ra là nó đang chớp tắt. Đúng chưa các bạn? Rồi. Thì qua cái
cái thí nghiệm này để các bạn, thầy muốn cho các bạn hình dung ra được là cái sự sinh ra dòng điện nó bằng cách nào. Đấy. Nó chỉ là cái thay đổi cái cuộn dây xung quanh cái cục nam châm, hay là cục nam châm nó thay đổi so với cái cuộn dây điện, và cái sự tương tác đó nó tạo ra cái lực mà nó sẽ khiến cho lớp chồng nó di chuyển qua lại, thì nó tạo ra dòng điện xoay chiều cho mình đấy. Vậy thì quay về cái bài học của mình đấy, thì các bạn đã rõ được lý do tại sao mà nó sinh ra dòng điện rồi. Và đây người ta vẽ cho chúng ta một cái hình là cái cục nam châm này này. Khi mà nó di chuyển, lúc nãy thầy cho các bạn thấy là thầy di chuyển nó đi vào đấy, thì nó làm sinh ra cái lực và ở trong di chuyển là mũi tên nó chạy vào đây. Và nếu mà thầy di chuyển ngược trở ra, vẫn cái cực đó di chuyển ngược trở ra, thì ở trong nó chạy ngược trở lại. Thì chúng ta thấy là hiệu điện thế nó quay ngược trở lại. Vậy thì để xác định được cái chiều dòng điện, chiều chuyển động, thì người ta dùng quy tắc bàn tay phải nha các bạn. Tức nghĩa là chúng ta dùng ba ngón tay. Thì chúng ta thấy là cái ngón cái của mình ấy, là chúng ta sẽ coi cái chiều chuyển động của cục nam châm. Và cái ngón trỏ thì nó là cái chiều của cái gì? Chiều của cái mũi tên mà cái từ trường nó sinh ra. Và như vậy chúng ta sẽ xác định được dòng điện nó sẽ đi theo hướng nào. Vậy thì nếu mà chúng ta dùng cái quy tắc bàn tay phải này, là chúng ta có thể xác định được cái chiều dòng điện nó đi theo hướng nào. Vậy thì nếu mà chúng ta đi vào đây, chúng ta sẽ xác định được là cái chiều dòng điện nó đi theo hướng xuống từ A tới B, hay là chúng ta dịch chuyển ngược trở lại, tức là mũi tên chúng ta ngược trở lại đó. Cái mũi tên ngón trỏ này, thay vì chúng ta đưa nó xuống dưới thì chúng ta quay ngược lên, thì chúng ta xác định được cái dòng điện nó sẽ đi theo cái chiều nào. Thì chúng ta vận dụng quy tắc bàn tay phải này để chúng ta xác định được cái chiều dòng điện thôi. Rồi bây giờ chúng ta quan sát một cái tương tự. Chúng ta cũng thấy có cục nam châm đúng không? Thay vì là chúng ta dùng một sợi dây, thì chúng ta dùng một cái vòng dây. Thầy vẽ cái này là vòng dây. Vậy thì cái vòng dây khi mà thầy cho nó quay, thay vì thầy cầm dịch chuyển lên xuống thì cho nó quay tròn đi. Thì khi nó quay tròn như vậy thì chúng ta thấy là cái electron nằm trong cái sợi dây điện này này, nó sẽ di chuyển lên, rồi có lúc nó di chuyển xuống. Như vậy là nó đã sinh ra được dòng điện. Và với cái dòng điện này, nó khiến electron nó di chuyển ra này, thì chúng ta lấy hai cái đầu nguồn chỗ này, thì chúng ta sẽ có được cái dòng điện trong sợi dây. Thì chúng ta nối ra chỗ này thì nó nối với bóng đèn, thì bóng đèn nó sáng. Đấy. Thì cái cách mà cái cách mà người ta tạo ra điện, người ta dùng cái motor, cái động cơ đấy, người ta cho cái cuộn dây nó xoay quanh cái cục nam châm và nó sẽ dẫn điện ra. Thì chúng ta nhớ hai cái vòng này nó gọi là hai cái vòng để giúp cho cái sợi dây điện này nó tiếp xúc, để nó truyền điện ra hai cái chổi, nó gọi là process, nó là cái chổi quét. Tại sao? Tại vì nó cái vòng này nó quay mà, thì khi nó quay là luôn luôn nó phải tiếp xúc với cái vòng tròn này. Nó tiếp xúc vòng tròn này thì nó luôn luôn nó sinh ra điện, nó tạo ra điện cho chúng ta xài. Vậy thì nếu mà chúng ta đưa nó ra sơ đồ đấy, thì chúng ta có một cái lưu ý là khi mà chúng ta từ đây đến đây này, chính là chúng ta thấy được đây là cái vòng này nó đã quay giáp vòng một vòng. Đấy. Vậy thì cái đó nó gọi là một chu kỳ, one cycle. Vậy thì nếu mà nó mới quay nửa chu kỳ thì sao? Quay từ đây đến đây. Thì các bạn sẽ thấy là cái hiệu điện thế nó sẽ gia tăng theo chỗ này. Nó tới đây là nó dừng. Đây nó gọi là nửa chu kỳ. Rồi bắt đầu nó mới quay thêm nửa chu kỳ còn lại. Thì các bạn sẽ thấy là cái dòng điện, cái chiều dòng điện nó quay ngược trở lại.
thì khi nó quay ngược chiều trở lại thì nó gọi là cái hiệu điện thế nó là âm thôi. Do nó đảo chiều thì chúng ta thấy nó âm. Chứ thực ra bản thân điện thế thì nó vẫn là một giá trị dương thôi. Nhưng mà do nó đảo chiều thì chúng ta sẽ thấy nó âm. Để thầy cho các bạn xem cái ví dụ này để các bạn thấy là tại sao hiệu điện thế nó âm nhé. Các bạn đợi thầy chút xíu. Các bạn ráng thêm cái này rồi chúng ta nghỉ. Các bạn chịu khó một tí để thầy lấy cái này thầy đo. Rồi các bạn đo chỗ này. Đây. Thì rõ ràng khi thầy nối cái đồng hồ này này. Thầy nối với cực dương. Đó này. Không ra được. Rồi thôi các bạn quan sát này. Cái đồng hồ đỏ này thầy nối với cực dương. Hả? À? Tụi con không thấy gì hết này. Con thấy cái màn hình thì chia sẻ. Có vậy hả? Dạ, vẫn còn đây ở khai phone. Rồi, đợi thầy chút để thầy chia sẻ lại. Các bạn quan sát cái này thôi. Thấy chưa? Thấy dạ, không? Thấy rồi, dạ, con thấy rồi thầy. Rồi. Thì các bạn quan sát là khi thầy, cái dây màu đỏ này nó là cực dương, thầy nối với cực dương của pin. Và cực âm thầy nối với cực âm. Thì thầy đo được cái hiệu điện thế hai đầu này là bao nhiêu vôn dương? Bao nhiêu? 1.5 vôn đúng không? Dạ. Đó. Bây giờ nếu mà thầy không có đo như vậy mà thầy lấy cực âm thầy bỏ lên đây. Đây thầy lấy cực âm lên này. Thầy đưa cực dương đây thì đồng hồ nó ra nhiêu? Âm 1.5 vôn. Đó, âm. Vậy thì cái giá trị mà cái hiệu điện thế mà chúng ta thấy nó âm ấy, thì thực ra nó chỉ là đảo cái cực chúng ta đo thôi. Đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ các bạn quan sát cái cục pin này. Nếu thầy đảo cái chiều của cục pin lại này, đúng không? Thì nó ra dương này. Tại vì nó nối với dương. Thầy đảo lên cái đầu này, nó ra âm. À, vậy thì cái việc mà hiệu điện thế chúng ta nó âm ấy, là nó đến từ cái khái niệm này. Là cái hiệu điện thế U, là cái difference potential đấy. Thì nó bằng là điện thế ở cực A chúng ta trừ cho điện thế của cực B. Đúng không? Vậy thì cái cực này nó đang là 1.5 vôn. Cực này là 0. Vậy thì chúng ta trừ hai này thì chúng ta đo chúng ta thấy nó là 1.5 vôn. Nhưng mà nếu mà thầy trừ ngược lại, thầy lấy 0, thầy trừ cho 1.5 vôn thì nó phải ra là trừ 1.5 vôn thôi. Nên chúng ta đừng có lạ gì với cái chuyện mà hiện tại nó âm hay dương nhá. Nó chỉ là nó đảo cực thôi. Rồi các bạn nào nắm được cái vấn đề vừa rồi thầy nói cho tay rồi xem.